Đi dọc miền Nam theo bánh con tàu, qua đèo Hải Vân máy bay định hướng. Chết mẹ để chuyển cho trời. Qua đèo Hải Vân máy bay đình hướng. Hát có làm sao người ta nhăn tay chưa? Ê, đấy nghe nè, sắp cái chú Tiểu ra Thành Lô chụp lại giùm anh cái hình đó coi. Hello anh chị, ai đang coi livestream em chứ một chấm. Ủa còn bán không, ai lại bán hết vậy? Đeo quá chứ. Gì nữa vậy? Máy bị sạc kia, mở tao không dám sạc. Bể nữa hả? Bây giờ, rồi. Sao anh? Ở đâu vậy?
làm gì vậy? Bảo tắt cái tivi cái bảo. Chờ em chứ em chia sẻ đó, mấy chị. Tắt cái tivi nha. Bốn người rồi. Thắng bên nút kia. Chờ em xíu nha mọi người. Em chào anh. Dạ khỏe anh ơi. Cái gì cũng khỏe mà có nguyên tài chính không khỏe. Em đi rồi đó anh, em đi hẹn rồi đó. Chắc có 2-3 hôm nó tới đó. Eo hẹp quá anh à. Rồi bán mọi người ơi. Rồi một cái mài luôn anh chị. Một cái mài mọc. Em bán cho anh chị đầu lai 15.000. Chốt em mã 15. Dễ gì bắn cọc em 5 triệu cái chốt hàng. Mã 15 nha. Ai lấy comment cho em mã 15 một cái mài. Mài này có cái đồ treo mấy chị. Mã 15. Chốt về mã 15. Rồi em bán cho anh chị một cặp ly nè. Một cặp ly trà. Cặp ly trà lam anh chị. Họa tiết của nó nổi hết nè. Đẹp quá có chuyện. Cặp này bán cho mọi người là bao nhiêu tiền? 25k, mã 25. Anh chị nào lấy chốt em mã 25 một cái ly trà, một cặp ly trà nha. Mã 25. Miệng của nó là 8, cao của nó là 10. 25.000 cặp. Gì mà nó ăn mà nó nói gì. Rồi em bán cho mấy chị một bộ 5 cái ly trà nè mấy chị. Mọi người 5 cái ly trà có chuyện nha. Chuyện chìm nha. Họa tiết của nó nổi. Bộ 5 cái ly trà này em bán cho anh chị là 60. Mã 60. Ai lấy chốt em mã 60. Rồi em bán cho anh chị một cái tô mấy chị, một cái hai quai nha. Họa tiết của nó là hoạt hình nè mấy chị. Đẹp lắm. Cái này em bán mấy chị 20. Mã 20, 17. 20.000, mã 20. Chốt em mã 20. Như đằng đẳng có một hai cái ly lam hoa ly hoa trà đó, đem lại giùm anh coi, nhau cậu coi Nhật đâu? Cho anh thanh tịnh coi, cái nào đó ngay đó, ngay cái tay cậu chỉ nè, ngay chỗ cái ghế á anh ơi. Chậm em 1-2 ngày anh ơi, chưa khui xong. Cái này bình Cutany mấy chị, bình này bán cho mấy chị là 30. Ai lấy chút em mã 30 một bình. Ba mươi anh thanh tịnh. Chốt em mã 30. 30 chốt anh thanh tịnh. Tao mất tiêu hết rồi. Còn một cái bình ở đâu rồi?
Có cái ly lam đó, ly trà lam đó. Không, cái kia ly khác nữa. Ủa, còn một cái bình sake đó mất tiêu rồi, ta thứ đó. Không, cái ly nổi cộm lên kìa. Con coi có cái màu xanh của nó giống như xanh Cuban vậy đó. Em bán anh chị ba cái bình sake, mấy chị ba bình này bán 30. Mã 30, ai lấy chút em mã 30. Sao anh ơi, em nghe anh ơi. Không phải. Đâu lấy cái tay con ra coi cho cậu coi coi. Không, cái ly ốm ốm nhỏ nhỏ hả? Có anh, có. Cái này em bán 10.000 nè, mã 10. Chốt em mã 10. Rồi một cái ly trà mấy chị rất là đẹp luôn, hàng của Nico ha. Ly này em bán cho mấy chị là 15.000 đi, mã 15, bên trong vẽ hoa. 15k. À đúng rồi, đúng rồi. 15 anh Thanh Tịnh. Anh ly quả hoa trà. Ly này 16.000, mã 16. Cái này 15.000, chốt em mã 15. 16 Thanh Tịnh. Mười lăm nghìn một cái dĩa quai mấy chị, hình chiếc lá, mã 15. Đĩa mộc 70, mã 70 anh Thanh Tịnh ơi, đường kính của nó là 28, họa tiết của nó nổi luôn. Chuyện 70, mã 70. À ơi, dở lên giùm cậu cái này coi. Nhật dở lên cái này, lấy cái này coi Nhật. Mới đông mắt bây giờ tự nhiên xuống. Ở hoa trà đó đó, lam hoa trà đó. Cái này 30.000 anh Thanh Thịnh ơi, mã 30, chốt em mã 30. Mã 30. Trời đẹp quá. 30 Thanh Tịnh. Cái này là một cái giỏ anh, mà em bị mắc cái quai rồi. Hai cái giỏ lam vẽ hoa trà, rất là đẹp luôn. Cái giỏ giỏ mộc lam vẽ hoa trà. Cái giỏ này em bán cho anh 60, mã 60. Nó có cái cọng quai lên ha, mà em bị mắc rồi. Phan anh chị Linh Khánh, anh Thanh Tịnh hỏi có anh chốt không? Anh chốt không anh Thanh Tịnh? Ok, chốt anh chị Linh Khánh. Rồi anh chị, em có cái này là dùng làm gì ta? Như vậy nè. Cái này bán cho mọi người là 25.000, mã 25. Này em nghĩ là thức ăn gì đó. Rồi một cái chai hoa men chảy, rất là đẹp, hàng xưa nha mọi người. Có chuyện nằm đây nè. 45.000 anh Thanh Tịnh, mã 45. 13, cao là 8. 45k, một cái chai hoa men chảy, mã 45. Chén ngâu là chén nào? Phải cái này hả? Thôi anh chị lấy em lấy 40.000 nữa nha. Cái chai hoa này em lấy 40 thôi, vừa bán vừa tặng. Hàng này là hàng xưa, cái chai hoa này xưa nha mấy chị nha. Nào, đẹp quá. Mã 40. Cái nào anh Thanh Tịnh? À cái này hả? À, cặp này 50.
mã 50, một cái dĩa con sò và một cái tô, em bán cặp này 50. Ai lấy chú em mã 50? Chốt mạnh 50. Anh chốt cặp đó, anh chốt luôn cặp này nè. Cặp này 55.000, mã 55 nha. Anh chị nào lấy chốt em mã 55 size 21. Nè mấy chị đó. Nguyên cái set này luôn là coi 55, 50 là 105. Ai lấy hết này bán 100.000 nha. Anh chị nào lấy hết em bán 100k. Rồi em bán cho mấy chị một cái thố mấy chị. Cái này là cái hoa hồng 3 ngăn này mấy chị. Hồng anh. Dạ không chị Molly ơi. Như này mấy chị. Đẹp ha. Cái này em bán cho mọi người là 40.000 thôi. Mã 40. Anh chị nào lấy chốt em mã 40. Đường kính có là 20. 40 chốt chị Linh Khánh. Em bán anh chị một cái chảo này. Nha, một cái chảo. Có cái nắp như này ha. Mà cái nắp của nó như này nha mấy chị, em báo trước nè. Nó là men rạng. Nè mọi người nhìn nè. Như nước kia đó chứ không phải là nước đâu ha, nó là rạng. Cái này cái chảo. Chảo này xài rồi nha, có thử lửa rồi. Như vậy. Em bán cho anh chị cái này 60.000, chốt em mã 60. Cặp dĩa mộc 30.000. Đường kính 14. Mã 30 chuyện nè. Màu xanh ngọc đẹp quá mấy chị ơi. Mã 30. Ly trà 20.000. Mã 20. Một cái hũ đựng tăm cute. Em bán 15.000. Mã 15. Một cái tô hoa 21.000. Mã 21, đường kính 14. Em bán anh chị một cái tô mộc to đẹp quá mấy chị. Tô này em bán 40.000. Mã 40, đường kính của nó là 18. Cao của nó là 9, em bán 40. Một tô mộc men đá nè mấy chị, đẹp chưa? 40.000. Đẹp lộng lẫy luôn mấy chị. Mã 40. Rồi em bán bộ dĩa mộc cho anh chị này. Mấy chị xem đi nha. Hàng này là hàng xưa mà không bị thấm men bị gì hết. Cái này nổi cộm luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đây. Có chuyện ha, chuyện mộc đỏ. Đẹp quá. Set này em bán cho mấy chị là 99.000. Mã 99. 4 dĩa. Đẹp lắm mấy chị. Không bị thấm bị thiết gì hết luôn. Chuyện là chuyện nhờ mà đỏ luôn ha. Mấy chị xem nè. Một cái thố vẽ ngũ sắc anh chị. Chính chứng Trần Huy Hùng. Một cái thố ngũ sắc nè anh chị. Có chuyện, rất là đẹp. Thố này em bán 30. 13.5. Mã 30, đẹp chưa? Mã 30. Rồi em bán cho mọi người một cái an mộc nè mấy chị. Một cái an trà mộc. Đẹp quá mấy chị ơi nè. Chuyện nè. Size 20.
cao của nó là 7. Can này em bán cho mấy chị là 70, mã 70. Ai lấy chú em là 70. Chị Linh Khánh ở chốt này là chị Linh Khánh. Một cái Toshino hàng xưa, cốt xưa mấy chị, cốt già nè. Cái này em bán mấy chị 45.000 thôi, mã 45. Đường kính của nó là 18. 45 chị Linh Khánh. Cặp ly này 25.000. Mã 25, miệng của nó là 8, cao của nó là 10. Em bán 25k, cái sứ rất là đẹp, như sứ xương mấy chị nè. Họa tiết của nó nổi, cặp ly này em bán 25.000. Cái 45 chứ 40. Cái này 15k, mã 15, một cái mài. Một cái tô thủy tinh mấy chị, cái tô này em bán 25k thôi, mã 25. 15 chị Linh Khánh. Đem mấy cái đồ anh rửa để ngay cái chỗ cái bếp đem lại đây coi. Mã 25 cái tô là quá đẹp mấy chị. Họa tiết của nó là chiếc lá nổi. Một cái tô lam luôn anh chị. Đường kính của nó là 18. Đẹp nè. Tô lam này bán cho mọi người là 30. Mã 30. Sao? Một cái tô mấy chị. Tô đường kính là 23. Hàng của ông Hô Gia rất là đẹp luôn mấy chị. Viền vàng còn mới cáo lanh tanh luôn. Cái gì cái tô này bán 40 thôi. Ai lấy chốt em mã 40. Bốn chục mã 40. Ba cái dĩa thủy tinh mấy chị. À, họa tiết nổi đẹp ghê không. Ba cái này bán 60. Mã 60. Đường kính của nó là 20. Dĩa này 15.000, mã 15, một cái dĩa hoa. Chuyện chốt em mã 15. Đường kính của nó gần 20. 15.000. Một cái dĩa men đá mấy chị. Họa tiết của nó là trái đào nè. Chuyện dĩa này bán 20. Anh chị lấy chốt em mã 20, đường kính 20. 20.000. Mã 20. Một cái tô ngũ sắc. Đẹp quá mấy chị. Tô này bán 45.000. Đường kính nó 16. Cao của nó là 7. Một tô ngũ sắc vẽ chim, mã 45. Ai lấy chỗ em mã 45? Gu anh Thanh Tịnh nè. Chim chót rồi. Mã 45. Một cái tô. Tô này 20, mã 20. Một cái dĩa mộc. Dĩa này đẹp là chị Linh Khánh. Dĩa này 25.000. Đường kính là 22 sâu lòng. Chuyện đẹp quá. Mới cáo luôn chị. Viền sô-cô-la. Mã 25. 20.000. Hàng của Mikasa, Narumi, mã 20. Hai mươi mốt nghìn, mã 21. Bolo. Cái hai quay này em bán với chị là 30, mã 30. Hai quay qua mấy chị, mã 30. Anh chị nào lấy chút em mã 30. Tô con mèo 19.000.
mã 19. Một cái tô hoa, họa tiết của nó hoa, hàng của ông Mikasa. Cái tô này em bán cho mấy chị là 25. Ai lấy chốt em mã 25, đường kính của nó 19. Mã 25. Một cái quay trà 30, mã 30. 25 chị Kinh Khánh. Quay này quay to nha mấy chị. Em bán 30.000. Rồi một cái chén tam thái luôn mấy chị. Chén này em bán cho mấy chị là 25k, mã 25, chốt em mã 25 chuyện nè. Một dĩa mộc 20.000. Anh chị nào lấy chốt em mã 20 quá đẹp, men tiêu. Một cặp dĩa mộc cute mấy chị ha. Hirosami. Cặp đĩa mộc này bán cho mọi người là 50.000, mã 50. Chốt em mã 50. Đường kính của nó là 27. Cặp dĩa này 50.000, còn mới cáo, mã 50. Hai sang. Rồi em bán một cái dĩa tam thái cho mấy chị. Một cái dĩa, một cái chén luôn. Cái dĩa thì em bán là 50, cái chén 25 là 75. Nguyên cái bộ này em bán cho mấy chị 65.000. Hai món này 65k. Đúng rồi chị, mã 2, mã 65 nha. Cái dĩa tam thái đó mọi người làm khay trà được mấy chị, rất là đẹp. Cặp này 30.000. Hàng của Century. Vẽ tay, mã 30. Cặp dĩa hoa này 31.000. Chốt em mã 31. Hình như nó đi theo em luôn hay sao? Một cái dĩa này mấy chị. Dĩa này em bán cho mấy chị là 30.000. Size 24. Mã 30. Hai mươi chín nghìn. Mã 29, size 23. Mã 29. Rồi cái này thì mọi người dùng để đựng cái gì tự nhiên quên rồi, đồ ăn để tủ lạnh mấy chị. Hàng này là hàng của Bires ha. Đây mấy chị, Bires. Hàng này có nghĩa là đút lò được mấy chị. Ờ gì, để lò vi sóng gì đó, em không biết, không rành nha. Cái này em bán cho mấy chị cặp này 50, mã 50. 29 chốt chị Lâm. Năm chục. Hàng của Bires, mã 50. Hai chục, mã 20, cái tô con mèo. Em có một cái dĩa mộc rất là to mấy chị. Đường kính là 31 nha, sâu lòng. Chuyện nào. Đẹp quá mấy chị ơi, cái dĩa này đẹp quá. Dĩa này bán 50 thôi, mã 50. Chốt em mã 50. Đẹp mấy chị. Size 31 nha. Còn mới cáo lành tít luôn. Đẹp, viền à, viền đen. Mã 50. Một cái dĩa hoa mấy chị. 20.000. Chuyện nè. Mã 20. Mã 20.
anh bệnh mấy bữa nay mà. Biết sao ho không? Tại vì á, em like mà em nói nhiều quá, mà đơn hàng nhiều quá mà mọi người không chốt cho em bởi vì em ho. Chứ phải mọi người chốt cho em đem có bị ho đâu, đúng không? Đây dĩa mộc mấy chị. Dĩa này dĩa mộc vẽ củ cải nha, rất là đẹp, còn mới cáo luôn, hàng chưa sử dụng, viền sô-cô-la nha. Một dĩa 30. Bán mọi người 25.000 dĩa thôi. Mã 25 kèm số lượng. Cái này em có nhiều nha, 10 20 dĩa đó. 25.000 dĩa, mã 25 kèm số lượng giùm em. Đường kính của nó là 21. Ngang của nó là 13. Sang chốt bộ này đi, sang 25.000 dĩa. Em lên lại cái bộ này cho mấy chị nè. Nam lại đặng lấy thêm một cái tô này giùm anh coi Nam. Đúng rồi à, chị cho chó cho mèo á. 30. Ba mươi chị Lanh. Đâu vòng vòng quá đó. Thôi nó nghe nè, em lấy mấy cái đồ ở trên cái salon số lên lại cho anh đi. Rồi bộ này mấy chị. 1, 2, bộ này là bộ củ cải mấy chị. Cái này em có hai cái tô nha. Bộ này có hai cái tô, 4 cái chén và 4 cái dĩa, ở 3 cái dĩa. Bộ này tổng cộng là bao nhiêu món này? 2 tô nha mấy chị, tại còn tô nữa nha. 2 tô với 3 cái dĩa là 5, 5 với 4 này là 9. 9 món này em bán mấy chị 160.000, mã 160. Nguyên bộ này 160, bộ men đá vẽ củ cải 160.000, 9 món. Rẻ quá còn gì nữa mấy chị ha. Mã 160. Anh đâu biết thuốc gì. Ba cái chén cơm anh chị ha. Bên trong nó vẽ ngũ sắc. Ba cái này bán cho mấy chị 60.000, ba cái chén cơm mã 60. Sang ơi, cái tô ngũ sắc này sang 45.000. Đường kính 18, quá đẹp luôn. Mã 45. Rồi em có một cái dĩa mộc quai mấy chị, dĩa cái kiểu dáng nó như oval đó mấy chị, vẽ tam thái ha. Men tiêu. Có chuyện. 45 sang Nguyễn. Cái dĩa này bán 30. Hay bán 25 luôn, mã 25 làm biến trời. Size 22 sâu lòng. Bán 25.000 đi. Trời nó đẹp nè chị Lanh ơi, không chốt này chốt nào chị Lanh. Đưa anh, đưa anh, đưa anh. Đây đây. Em bán cho anh chị một cặp chén trà mấy chị. Này, chén trà vẽ ngũ sắc rất là đẹp luôn, xứ xương. Có chuyện. Cặp này bán mọi người 80, mã 80. Ai lấy chỗ em mã 80. Vẽ ngũ sắc nha anh chị. Có chim luôn, gu của Thanh Tịnh. Ok, 80 chốt chị cà phê Phương Linh. Sang sao rồi, sang rồi. Em bán một cái tô ngũ sắc mấy chị. Tô ngũ sắc đen, họa tiết của nó vẽ vàng như này chuyện. Cái tô này bán 45.000. Thôi 40 đi, mã 40. Bán rẻ luôn, đường kính 16. Cao của nó là 7. Em bán 40. Mọi người có chốt chốt em mã 40. Đưa anh cái uống canh nước thôi bảo. 40 sang Nguyễn. Rồi em bán cho mấy chị một cái tô mấy chị.
Tô này là tô Thấu Quang nha. Tô này bán 30, mã 30. Mũi 30.000. Tô này mấy chị, tô Thấu Quang nha mấy chị. 19, cao của nó là 9. Mã 30. Cái này gọi đèn vô nó ăn đèn á mấy chị. Này sao thấy được nó đây. Quay mất tiêu rồi. Nó ăn đèn á mấy chị ha. Bán mấy người cái tô lam này 30. Sang chốt cái tô đi, sang đẹp sao. Rồi một cái rốt mọc 20.000. Mọc men tiêu mã 20. Em bán cho anh chị một cái gạt tàn ngũ sắc nè. 30 Sa Nguyễn. Em bán anh chị một gạt tàn ngũ sắc hàng hộp mấy chị. Em bán rẻ luôn nha, 250. Mã 250 cái gạt tàn. Gạt tàn ngũ sắc này người ta bán 450 500.000, em bán 250. Anh chị nào lấy chốt em mã 250, một cái hàng hộp. Sa Nguyễn chơi ngũ sắc chơi cái họ cái gạt tàn đi ngũ sắc Sa Nguyễn. Chị Phương Linh sao rồi? Riêng Sa Nguyễn chốt cái gạt tàn đó anh bán Sa Nguyễn 200. Còn mấy người khác 250. Một cái tô Tam Thái đường kính 20 mấy chị. Tô này bán cho mọi người là 35.000. Mã 35. Hai trăm sang. Một cái thố ba tầng mấy chị. Thố ba tầng rất là đẹp. Thố này bán 100k mã 100. Ừ. Hàng hộp á anh. Không anh ơi. Một hai ngày nữa rồi còn. Có. Này 100k mấy chị. Thố này thố ba tầng. Mấy chị đựng thức ăn hay đựng gì cũng được hết á. Xong bỏ tủ lạnh. Mã 100. Rồi bữa nay bán sale luôn, xả cho mấy chị luôn, 99.000. Mã 99. Ai lấy chúng em mã 99. Đây anh chị, một cái dĩa nha, họa tiết của nó là vẽ trái đào ha. Chuyện hàng xưa, cái dĩa này dĩa ngũ sắc hàng xưa. Em bán mấy chị cái dĩa này 25.000 thôi, mã 25. Chính chính chốt Sa Nguyễn. Làm cha. Trời một cái tô mà mấy chị, đẹp chưa? Để em lau cho mấy chị xem. Nó bị dơ mấy chị chứ không phải cũ đâu. Hàng nó còn tem còn táp luôn mấy chị, là không có cũ đâu nha, cái tô này không có cũ đâu nha mọi người. Để em lau cho mọi người xem tại nó bị dơ dính sình á. Tô này bán mấy chị 30 thôi, mã 30. Đường kính 18. Chuyện. Mã 30 cái tô. Ừ. Cái gì? Đây anh chị, cái bộ này là bộ tô Tam Thái xưa. Bộ tô Tam Thái xưa vẽ hoa nè mấy chị. Đây cái chuyện của nó nè. Cái này hàng xưa nha mấy chị, em báo trước nha. Nên chắc chắn một điều rằng nó sẽ không có. Nè mọi người xem nè. Đấy mọi người coi kỹ đi. Xưa rất là đẹp luôn. Bộ tô này nó bóng rồi mấy chị nha. Nó bóng láng luôn. Em bán cho mấy chị nè. Trời ơi nó đẹp. Sang ơi chú bộ này đi Sang. Một cái 30, mã 30 kèm số lượng. Lấy nguyên bộ này comment cho em mã 120. Nó đẹp nè anh chị. Siêu tầm nên mua mấy cái này mấy chị. Mã 120. Em có 4 cái. Mã 120.
Cái miệng của nó là 17 á chị Linh ơi. Cao của nó là 7. To mà, cái này tưởng to đựng súp vẫn được mà. Hoa đào mấy chị, 20.000 cái. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái 130.000. Mấy chị xem nè, bên trong nó vẽ hoa đào, bên ngoài họa tiết của nó cũng hoa đào bốn mặt luôn mấy chị. Có chuyện luôn. Em bán bộ này cho anh chị là 130. Bộ này là bộ chén chè đó mấy chị. Đường kính miệng của nó là 10. Em bán cho anh chị bộ này là 130.000. Trăm ba. Trăm ba Thanh Hoài. Một dĩa mộc mà anh chị. Đẹp quá men tiêu. 45.000. Đường kính 25. Ngang của nó là 23, mã 45. Chị Linh Khánh chốt dĩa đi, chị Linh Khánh dĩa này đẹp nè chị. Men xưa, men tiêu. Mã 45 dĩa này đẹp lắm mấy chị, còn mới cáo luôn. Mã 45. Trời nó đẹp mấy chị. Cái này làm khay trà được nè. Chốt em mã 45 cái gì á. Trời ơi nè, một cặp chứ, cái này nó là một cặp nè. Cặp này là 90 quá mấy chị, ai lấy chốt em mã 90. Còn lấy lẻ cái 45.000. Cái này thì comment giùm em mã đen, cái này cái mã em giùm em mã sọc. 45.000 cái nha, lấy hết một cặp thì comment mã 90. Ở cặp dĩa này nó mới lắm nè anh gì? Tự nhiên anh Hùng. Cặp dĩa này mới nè anh Hùng, lấy cặp này đi. Chưa sử dụng luôn nè, nó cầm mới cáo nè, cái cốt đó nè. Cặp đĩa mộc, cặp này 90. Ok, 45 đen. Không thích lam anh, lam đẹp mà anh. Hai mươi lăm nghìn, đường kính là 23.5, mã 25 cái gì á, họa tiết của nó là mấy chị, mã 25. Ok, mai gói hàng của chị Thanh Hoài đó nha mấy đứa. 25 Sa Nguyễn. Còn cái dĩa bớm này mấy chị, dĩa bớm này 30. Cái dĩa này 30.000. Viền vàng còn rất là đẹp luôn, mã 30. Chuyện à. Hàng của Yamaka, mã 30. Hai mươi lăm nghìn, mã 25, đường kính 23.5. Sang lấy dĩa này không sang, 20. 25.000. Nào có kia kén ha, lấy mấy cái này rồi. Em bán chị một cặp dĩa. Ừ.
Một cặp dĩa mộc vẽ cá nè anh chị. Có chuyện rồi ha. Đẹp quá, còn mấy cáo chôm còn mới nè, chưa sử dụng. Đó. Cặp này bán cho mọi người là bao nhiêu tiền? 55.000. Mã 55. Anh chị nào lấy chốt em mã 55. Năm năm chú anh Trần Huy Hùng. Chưa đợi anh chúc anh được. Thanh Hoài sao? Anh chị em có ba cái dĩa mộc màu đen như thế này nha mấy chị. Nè mấy chị nhìn nè, mới đẹp kìa. Đây có chuyện đàng hoàng, chuyện một dấu đàng hoàng. Một dĩa em bán cho anh chị một dĩa là 30.000 dĩa đi. Mã 30 kèm số lượng em có 3 dĩa nha. Sau lòng đường kính là 23.5. 30.000 dĩa. Bộ này em có 3 cái, ai lấy hết 3 cái rồi mấy chị em mã 90. Đây nè anh chị. Mới cáo luôn, đẹp lắm mọi người. Chốt đi mọi người, mấy cái dĩa mộc của em này chốt, em nói mấy người, mọi người cái nào mà em khen đẹp là đẹp sự thật luôn. Mọi người về, mọi người sẽ nhận hàng về, mọi người sẽ biết. Ok, 3 cái 90 chốt chị Phương Linh. Đẹp lắm chị Phương Linh ơi, nè, cái cốt nè, mới cáo luôn, chưa sử dụng. Như hông á em ơi. Rồi mọi người, em có cái set ngũ sắc như thế này mấy chị. Và một cái gì cái này, cái chiên chấm, một cái tô, một cái dĩa này. Rồi một cái dĩa tròn nữa đâu rồi. À đây. Cái này nó cũng chung bộ luôn gì kìa. À ok chị, để em lên liền cho. Phan phan đây nè. Đây anh chị. Em có một set của nó nè. Đây nè. Một set của nó gồm như thế này nè mấy chị. Một cái tô ngũ sắc ha, vẽ hoa. Một cái dĩa ngũ sắc size 20. Một cái tô có chân đường kính của nó là 16. Một cái chén chấm đường kính của nó là 8. Và một cái dĩa chữ nhật đường kính của nó là 24. Set này set ngũ sắc mấy chị. 4 món, em bán cho mấy chị cái set này là 101, chốt em ở 110. Em có 2-3 set là nghe mấy chị. 101, ai lấy hết thì comment mã 110 hết. Quá đẹp mấy chị ơi, bộ ngũ sắc nè. Một dĩa này, dĩa chữ nhật, dĩa sushi. 101, anh lấy mấy set anh Hùng ơi, em có tổng cộng 3 set hay gì ạ? Lấy hết không anh, lấy hết thì comment giùm em mã 110 nhân 3 đi anh. Em có 3 set, còn mới. Ok. Phan nghe từ từ. Anh Hùng lấy mấy set? Nào. Ok, 1 set cho anh Hùng. Sang Nguyễn một set. Lục một set giống như vậy nó coi bảo. Chị Huỳnh Kim Thanh 2 set. Thanh Hoài 1 set. Lục đi đầy đủ mà, có đầy đủ mà. Nhật đem cái đồ Phan Phan mở cửa ra cái chỗ mấy cái thùng hàng đó Nhật. Có mấy cái đồ cậu sọn ra đó, với lấy mấy cái dĩa lam, mấy cái thùng làng nó vô bán Nhật ơi, để hoài. Còn để ra ngoài đó, cái bộ dĩa hoa với cái gì đó. Bộ này là bộ dĩa Ý mấy chị, hàng của Italy. Bộ dĩa viền hàng của Italy nè anh chị. Em có 3 cái dĩa này nha.
chưa? Cái loại đó đó hả? Vậy chốt hết đi, cái loại đó nên nó không có đủ set em chốt hết không? Anh chọn cho. Không. Anh chị cái bộ dĩa này như thế này nè mấy chị. Có cái này là nó lành. Ha. Bộ này ok. Ok chị. Cái này nè, cái bộ này mấy chị, nó sẽ có cái này nè, lỗi như thế này. Ha. Thì hai cái lỗi này em không bán, hàng của mấy Italy nè mấy chị, made in Italy rõ ràng ha. Em bán nguyên một combo này gồm có 3 cái dĩa size to và một cái dĩa size 20. Nó coi coi 4 5 bộ rồi đó. Chị Thanh rồi, chị Kim Thanh. Size 26. Set này hàng của Italy em bán cho mấy chị 4 cái dĩa này à là bao nhiêu tiền? 120.000 em tặng cho hai cái dĩa này. Hai cái dĩa này nó bị vậy thôi mấy chị, ngoài ra còn sử dụng bình thường ha. 120.000. 4 cái dĩa Italy, một cái size 20, ba cái size 25 và tặng thêm hai cái này nữa. Em bán 120.000. Italy mấy chị, còn mới cáo luôn, à, made in Italy. Nè để qua bên giùm cậu, à, anh coi. Một cái tô lam nè mấy chị, một tô mộc vẽ lam, chuyện. Tô này bán mọi người 25.000. Đường kính của nó là 17, mã 25. Cái chén chấm thôi. Dĩa là có đủ rồi, chỉ có chén chấm thôi. Cái jelly này mấy chị, cái ly này em bán cho mấy chị là 15.000, mã 15 ly mộc. Chén chấm nữa, chấm ngũ sắc làm sao mà gom bán được, nó tiện tào lao. 20 cái tô hoa, mã 20. Lục lạc hình con trâu 15.000. Cái ly đẹp quá mấy chị, ly này 20 mã 20. Cặp này 30.000, cặp dĩa này mã 30. Chốt em mã 30. 15 Trần Huy Hưng. 30.000 cái cặp dĩa hoa đó, mã 30. Một cái dĩa đầu bếp 25.000. Đường kính 22, mã 25. Một cái tô ngũ sắc 30.000, mã 30 xứ xương, có chuyện. Rồi em có một cặp tô lam nè mấy chị. Cặp tô lam. Tô lam đường kính 21. Một cái 45.000, cặp này em bán 90. Ai lấy chốt em mã 90 một cặp tô lam mấy chị. 30 sang. 30 của Sang Nguyễn là cái gì quên rồi. À cái tô ngũ sắc. Tô lam đường kính 20, họa tiết của nó nổi hết bên trong mấy chị. Em bán một cái 45k, một cặp này em bán 90. À ok, chị Thanh cùng bộ với cái dĩa luôn, quên. 90 chị Thanh ơi, mã 90. Trời ơi, quên. Xin sorry chị. Mã 90 cho em đi chị. Size 20, quên chị Thanh nữa. Trời ơi. Cùng bộ với cái bộ dĩa. 90 chị Thanh Nguyệt. Bộ ba cái dĩa hoa rất là đẹp mấy chị.
Bộ này 60, mã 60, em tặng cho cái dĩa này nha, cái dĩa này nó bị rạn. Dĩa này em tặng. Ha, hàng của con xanh cô. Ba dĩa này 60, viền của nó là viền hồng rất là xinh luôn mấy chị, mã 60. Size 20 nha. Trời, ba dĩa này 60.000 mấy chị, không chốt mấy chị. Không chốt bộ dĩa này, chốt bộ dĩa nào đây em cho mấy chị xem nè, họa tiết của nó nè. Cái dĩa này màu hồng nha mấy chị. Màu hồng hồng nha. Chuyện nè, còn mới cáo luôn. Ba cái 60. Ủa này là cái gì? Không, không kiếm được thôi, để đi mai cậu kiếm cho. 15.000. Mã 15. Cặp dĩa này 25.000, mã 25. Đem nó xuống đi Nhật. Bảo. Đem xuống. Cái rốt này 26.000, mã 26, cái rốt mọc mang tiêu. Mã 26. Hai mươi lăm. Cặp dĩa nhỏ anh Hưng. Nè, chấm nè. Ở trong đây có, từ từ. Không Nam ơi, không lấy cái này Nam ơi. Lấy cái thùng ở ngoài giùm anh. Mấy cái no, không có lấy cái thùng ở ngoài. Mà lấy mấy cái này nè Nam. Đó Nam, mấy cái món này nè ở ngoài. Rồi đem bớt cái đó xuống đi nè. Đem mấy cái đó lên. À. Nhẹ nhẹ như coi. Rồi. Đem cái bộ này luôn, cái bộ cà củ cải thì đem xuống luôn. Dẹp biến đi. Để đi mấy cái đó này nè. Rồi cặp chén chấm 20, mã 20. Cặp chén chấm mọc vàng 20.000, mã 20. Chị Linh Khánh rồi, chị Linh Khánh không chốt cặp đó, chị Linh Khánh. Mấy á? Cái gì? Em bán chị một cặp thố này mấy chị. Cặp thố này 70. Mã 70, cặp thố cute vẽ ngôi nhà mấy chị, ba 70. Trời ơi, cặp chén này, cặp chén chấm mọc vàng này 20.000 mấy chị, mã 20, bên trong một riêu nè. Này 70. Ô ghiếc. Cái nào anh? Cái nào có chuyện không? Anh ơi, mọc này là không có chuyện đâu nha anh. Mọc đó không có chuyện đâu anh. Không có chuyện đâu, mọc riêu này không có chuyện, em cam kết với anh luôn, không phải hàng chung ha. À, thố có chuyện anh. Thố có chuyện. Này. Thố thì có chuyện. Này 70, hai cái thố. 20 anh Hùng. Bảy mươi chị Huỳnh Kim Thanh. Một chén nữa đủ rồi hả? Là còn thiếu một hai chén nữa phải không? Để đi mai cậu kiếm cho. Cứ để cái in cái phiếu ra đi. Cái nào có sẵn thì để vô đi, còn cái nào thiếu thì để đó mai anh để vô. Cái nào chưa có gì, dĩa tô đó đầy đủ đó, dĩa đó. Đây mọi người,
Cái dĩa này dĩa lam, viền của nó là viền xanh. Chuyện của nó nằm đây mấy chị có chân nha mấy chị. Em bán một cái dĩa cho mấy chị là bán rẻ nha. 25.000 dĩa, mã 25 kèm số lượng. Em có đâu 30-40 dĩa gì đó nha. Ai lấy chốt em mã 25 kèm số lượng. Trời ơi, cái này chị Thanh ơi, chị thích bộ chị mua cái này được rồi Thanh, 25.000 một dĩa thôi. Bữa nay em sale bán cho mấy chị 25k. Chốt em mã 25 kèm số lượng. Lấy hết comment nha, mã 25 hết, em có 30-40 dĩa gì đó, đúng bộ luôn mấy chị. Mua hàng Nhật mà trúng được cái bộ này là quá đẹp. Ba cái ly Kutani này bán cho mấy chị 60.000 thôi, mã 60. Hai mươi lăm nhân bốn chốt anh Hường, đem mấy cái chén, mấy cái đồ qua lửa ngoài đó đem qua đây, đem chén lẩu qua cho cậu bán được nè. Lấy thêm hai cái dĩa này nữa Nhật ơi, cho đủ bốn cái nè, ở bên sòng bên kia và bảo vô đây xử lý cái đơn đi nè. Cái này nè 70 của Trường Hình Kim Thanh nè, 25 nhân 4 nè. Lấy thêm hai cái nữa nè. Bỏ nó đi cho cậu, bỏ xuống. Rồi anh chị em bán cho mấy chị một cái dĩa như thế này nha. Dĩa lam, ồ họa tiết nè. 90. Mã 90, cốt rất là dày mấy chị. Dĩa này to ha. Dĩa vuông, đường kính là 22. Em bán mấy chị cái dĩa này là bao nhiêu tiền? 90.000. Mấy chị đựng gì cũng được mấy chị, đựng thức ăn, đựng đồ xào, đựng tất cả cái gì cũng được hết ha. Chốt em mã 90 cái dĩa lam. Rồi em bán cho mấy chị bộ chén lẩu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái chén lẩu 100.000, mãn 100. 7 cái chén lẩu mấy chị, 7 cái chén lẩu em bán 100k, cái chưa tới 15.000. Một bộ mấy chị ha, hàng chưa sử dụng là còn giấy tờ. Bộ này 100.000, mãn 100, 7 cái. Mặt sau nữa anh, mới cáo à. Nhật đang kiềm bảo đang kiếm. Hàng mới anh, cái nào cũ em nó cũ à. Cái này chưa sử dụng mà. Nó còn giấy báo đồ đầy đủ mà. Rồi bộ này. Bộ này là ha mấy chị. Hàng này chưa sử dụng nha, bộ chén lẩu lam em bán chưa sử dụng nha mấy chị. 2, 3, 4, 5. Đây chuyện đó ha. 5 cái này em bán cho mọi người 70, mã 70. Chốt em mã 70. Gom chén lẩu lại cho cậu Nhật ơi. Chắc hết chưa? Một, 70 anh Hùng. Chuyện nè mấy chị ha. 3 cái chén lẩu nè. Có chuyện nào, 4 này. Này không này. 4. Tổng cộng là 7 cái. 7 cái này bán mọi người 90. À 90 với cái này là 100, là 190 đúng không? Là em bán cái này 100 nữa là 190 gồm bán hết cho mấy chị luôn là 170.000. Hết cái mớ chén lẩu này là 170. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cái 170.000. Em coi. Tại sao nó không có? Ờ, cái đó của người ta. Ông ngoại ơi.
anh chị, 40 ly mọc. 4 cái 40. Mã 40. Một cái dĩa cảnh nè mấy chị, dĩa cảnh xưa nha, dĩa xưa. Sang ơi chốt dĩa này đi Sang. Nè cốt xưa. Dĩa này 30, mã 30. Cái gì? Thầy ơi. Lấy hết mấy cái đồ trên đó xuống chưa? Đây bên đó còn một cái trên bức tranh đó còn một đống hàng đó, lấy xuống cho lại cho anh cái. Lấy mấy cái đồ của anh soạn ngoài nè. Đó tự trong đó đó, góc đó anh soạn để ngoài để sẵn hết đó. Lại đem mấy cái đồ trên bức tranh lại cho anh trước đi. 30 cái đĩa này là đĩa xưa mấy chị, vẽ cảnh. 25.000 cái đĩa mộc, ở đĩa lam. Chuyện nè mấy chị, ôi nó đẹp nè, mã 25. Em bán cho anh chị một bộ này là bộ tô mấy chị. 25 chị Thanh Nguyễn. Em bán cho anh chị một bộ tô nè mấy chị, có táp nè ha, còn táp nè ha. 1 2 3 4 5 Một cái tô em bán mấy chị bộ này 120.000, 5 cái. Viền sô cô la còn mới luôn mấy chị, còn táp luôn. Đó. Mã 120. Đường kính của nó là 17, 120.000. 25 chị Thanh nè. 120 chốt cho chị Huỳnh Kim Thanh. Anh Hưng sao rồi? Rồi em có bộ dĩa này mấy chị. Bộ này dĩa nè, có chuyện nè. 1 2 Nó còn một cái dĩa to nữa bảo. Cái dĩa to đâu đó anh để ở ngoài sẵn rồi đó. Đem lại nguyên bộ luôn đi, bán nguyên bộ luôn chứ để bán lẻ lẻ mệt. 4 5 6 6 cái dĩa này và một cái dĩa này, một combo nha. Có chuyện rồi mấy chị. Ta tổng cộng là 6 dĩa. Em bán cho anh chị cái combo, nguyên cái combo này là bao nhiêu tiền? 100k, mã 100. 5 dĩa và một dĩa to. Em bán cái combo này 100k, mã 100. Từ từ. Mã 100. 100 chốt anh Hưng. Từ từ. Dục tóc là bốc dục nha em. Không, dĩa đó to lắm chị không lấy đâu. Ok, chị Thanh Nguyễn, cái dĩa đó to lắm chị không lấy đâu. Em bán một cặp dĩa này cho mấy chị 25.000, mã 25. Chốt em mã 25 cặp dĩa. Rồi một cái dĩa mộc chế quạt, cái quạt 50.000, mã 50, có chuyện. Sang Nguyễn Trâm là gì à? Ở Trâm, Sang Nguyễn sao rồi? Mã 50. 50 cái quạt mấy chị, mã 50. 50 Thanh Hoài. Là cái gì nháp nhảm hoài trời. Rồi mấy chị, một bộ, em có một bộ dĩa, 5 cái dĩa nha. Họa tiết của nó hoa đào vẽ tay. Đẹp lắm mấy chị. 5 cái dĩa này bán cho mấy chị một cái 15.000, 5 cái là 75. Em bán bộ này cho mấy chị 65.000. Mã 65. Dĩa này dĩa sâu lòng. Đường kính 16. Mã 65 một bộ. Hai ông quạt không có bị lỗi cô ơi. Lỗi em báo rồi. Mã 65 nha. Có là báo rồi. Đây chấm con sò. 1, 2, 3, 4. 4 cái chấm con sò. 30.000, mã 30. 65 chú Anh Hưng. Rồi anh chị, ba cái chén lẩu vẽ hoa cẩm tú cầu. 30 Sang Nguyễn. Thanh Hoài sao rồi? Bỏ xuống đi. Ba cái chén lẩu nè mấy chị. Có chuyện ba chén lẩu ha. Chào chú Nguyễn Diễn. Thôi cái này bỏ qua bên đi.
mấy chị không ai chốt chén lẩu làm gì, đang chốt lại lên làm gì. Ô, bộ dĩa chấm nè mấy chị, đẹp chưa? 1, 2 4 dĩa 40. Mỗi dĩa là một họa tiết hoa viền sô cô la có chuyện. Mã 40. Sang chốt bộ này được tặng khách được là sang. 40 Sang Nguyễn. Để em chúc mấy chị mấy đứa đang sắp á. Ơ cái dĩa này bị lỗi rồi, không nổi rồi. Đâu chén cơm đâu? Ở chén lẩu chứ lộn. Ôi chén lẩu nó không bán. Rồi em bán một cái thố mấy chị. Cái thố này cái thố cute có chuyện. Thố này bán một người 20 nghìn đi, mã 20. Rồi một cái tô, tô mộc mấy chị đẹp chưa? Đây, ôi bị lỗi luôn. Ác thiệt chứ. Gì lẻ lẻ không nha? Ba cái dĩa lam, ba dĩa mộc lam, ba dĩa này 30, mã 30. Tặng hả? Tặng mất công đóng gói. Rồi tặng cho chị nè. Cặp tô 45 nghìn, mã 45. Ôi đẹp quá mấy chị. Chốt bè mã 45, đường kính 17. Sang chốt cặp tô đi xem. Cặp tô lam. Tô này 21 nghìn, mã 21. Từ từ. Đường kính 17 mấy chị. Mã 21 viền sô-cô-la có chuyện. Em bán một cặp dĩa nè mấy chị. Cặp dĩa này bán cho mọi người là 35 nghìn. Hàng xưa có chuyện, mã 35. 21 chốt anh Hưng. Anh chị 35 nghìn, quá đẹp luôn. Vẽ la vẽ tay viền sô-cô-la. Hàng xưa có chuyện, mã 35. Từ từ. Em phải bán đi cái bộ này em mới vừa lòng hả? Dạ em. Đây anh chị nha, cái bộ tam thái này á em gồm có 2 cái ly nha, quá đẹp. 1 cái thố, 1 cái tô, 1 cái dĩa, 1 cái dĩa, 1 cái khay trà. À, bộ này 1, 2, 3, 4, 5, 6 món coi. À, bán nhiêu tiền? Rồi bộ này em bán cho mọi người là 170 nghìn, mã 170. Ủa đúng không? Coi. Đúng rồi, 170, nguyên combo đó 170 nghìn. Quá rẻ mấy chị. 1 cái khay trà, 1 cái dĩa, 1 cái tô, 1 cái chén, 2 cái ly, 170 nghìn. Rồi giảm 10 nghìn bán 160 luôn. Coi mấy chị có ba mua được không, đi không? Đây, tô size 20. Dĩa này là size 27 gì đó, làm khay trà được mấy chị. Một combo này, Sang Nguyễn chốt bộ này đi Sang Nguyễn. Anh bao đẹp luôn. À đó, bởi vì em bán 160 đó cho mọi người vừa lòng hả? Dạ mọi người không chịu chốt nữa. 160 nghìn. Đúng rồi, hết giá rồi, quá rẻ rồi còn gì nữa. Hết rồi, hết giảm được rồi. Giảm nữa là chắc em đi bán, đi Bình Dương bán nước tương luôn mấy chị ơi. Trăm sáu chốt ở Sang Nguyễn. Không có đủ không?
Nguyễn Đặng sao rồi. Rồi em bán cho mọi người một bộ dĩa chấm này rất là đẹp đó chị. 1 2 3 4 hàng mới không chị? 5 6 7 8 9 9 cái 70 mã 70. 9 cái chấm em bán 70 mã 70. Hai cái set trà hoa rất là đẹp, hàng của Nico. Set này em bán cho, hai cái set này em bán cho mấy chị 60.000 mã 60. 70 chốt Bình Hưng. Cặp này 60 mã 60, hai set trà. Dạ không. Trời nó đẹp mà mấy chị, hoa vàng nhí nhí rất đẹp luôn. Còn cặp set trà mà có 60.000, set có 30.000 hả mấy chị? Tức quá à. Không, mọi người không mua thiệt chứ. Rồi bớt luôn 59.000 cho vừa lòng hả dạ mọi người. Mã 59 nè, mua 2 tặng 1. Thôi để đi từ từ. Gấp dục tóc bốc dục em. Mua 2 tặng 1. Ok 60 chú Anh Hưng. Ê, đưa cái bộ tô đó lại mà anh coi. Cái giống cái này nè. 60 đâu rồi? 60 đâu, 59 đâu, lì xì em ngàn cho anh cho nó may mắn anh ơi. 5 cái dĩa lam anh chị. Dĩa lam vẽ cảnh. 5 dĩa này bán cho mọi người là bao nhiêu tiền? 61.000. Mã 61. Mã 61. Dĩa lam vẽ cảnh. Có chuyện. Đây size dĩa chấm 12.5 13. 61 chốt Bình Hưng. Từ từ không? Đây cái nè. Em có bộ này, em có gồm có tổng cộng là 2, 4, 6, 7, 7 cái tô nhỡ. 7 cái tô nhỡ nha. Em bán rẻ cho anh chị luôn. Ai chốt 7 cái tô nhỡ này em bán cho mọi người là 100.000. Mã 100. Đúng rồi chị, đúng rồi chị. Nhưng mà nó size hơi to một tí nha. Mã 100, 7 cái tô. Mã 100 hơi bị cute luôn mấy chị. Họa tiết nó vẽ tay. Từ 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 từ. Mẩm chốt 100. Một trăm chốt anh Hưng nè. Em nói nghe cô nói nghe nè. Em tránh ra coi, em đưa cái bộ đó đây. Bộ dĩa đó coi. No, à bộ dĩa đó, bộ dĩa kia luôn. Mấy cái dĩa, mấy cái tô đó em gom lên đây hết giùm anh cái đi. Để lên hết đi cho anh bán nó dễ chút, hiểu không? Để nè. Rồi anh chị, em bán một bộ chén này là chén chè nha mấy chị. Bộ chén mộc, chén chè. Ừ. Chén này xe ăn chè nha mấy chị, ăn chè nha. Hoặc là mấy chị thích, mấy chị làm chén chấm cũng được. Mấy chị có tiền, mấy chị có quyền. Ha. Bộ này em có 6 cái. 6 cái này em bán cho anh chị là bao nhiêu tiền? 80, mã 80. Đẹp. 6 cái 80. Không không không. Lấy mấy cái đồ ở ngoài á. Nguyễn Diễn. Nguyễn Duyên. Mấy cái đồ, mấy cái thùng ở ngoài á Nhật, lấy em vô cho cậu bán Nhật. Ổm gài không có để ba, không có bán, để hoài. Bị lỗi. Rồi cặp chén cơm mấy chị rất là đẹp. Cặp này bán 35k, mã 35. Ui. Mã 35 cái cặp gì đó, cái cặp chén cơm màu xanh ngọc, mã 35 còn mới cáo luôn anh chị, chốt em mã 35 nha. Rồi em có cái này là cái tô mấy chị. Size tô có chuyện nha. Hello Thanh Nhi. Size to, size tô có chuyện nha mấy chị. Cái này em có đâu 6 7 cái, 7 8 cái gì đó em không biết, em bán cái 20. Không không, đem cái dĩa củ sắc lại cho cậu. Mã 20 kèm số lượng. Ai lấy hết thì comment cho em mã 20 hết nha. Đường kính của nó là 16. À không Thanh Nhi ơi. Ngày mai đem. Mai đi. Mai cute có là bình mọc nhỏ nhỏ nè. 20.000 một cái tô. Nè vẽ lam rất là đẹp luôn mấy chị. Mã 20 kèm số lượng giùm em. Lấy hết thì comment giùm em mã 20 hết.
Ủa cái à ba cái này mấy chị, ba cái dĩa này mã 80 là cái gì vậy? 80 không có chuyện nha, mã 80 không có chuyện nha, nói trước à. Ừ, ba cái dĩa chấm này bán 30 thôi, size của nó size to nè, em bán ba cái này 30, lấy thì lấy không lấy thì xả cũng được. Chị Nguyễn Duyên ơi, đường kính 15.5 mấy chị, em bán cho mấy chị ba cái này 30. Mã 30 20. Ok vậy xả bộ chén chấm ra 80 nha Nguyễn Duyên. 20 mã 20. Mẫu dĩa ngũ sắc 30.000 mã 30. Chuyện nè. 20 30. Này ngũ sắc nè, ưu tiên sang Nguyễn nè. Hai chục, ba chục, có 50.000 nè mấy chị. Hai cái dĩa ngũ sắc. Rồi em có ba cái dĩa tam thái nè mấy chị. Viền sô-cô-la rất là đẹp luôn mấy chị. Chuyện nè. Ôi còn mới cáo luôn anh Hưng, đúng gu anh Hưng này. Ba cái này bán mọi người 60. Mã 60, chốt em mã 60. Còn mới luôn, chưa sử dụng. Tô lam 20.000 mã 20. Hàng xưa không chuyện. Ok. Rồi em bán bộ dĩa chấm này có chuyện nè mấy chị. Bộ dĩa chấm size 13, 14 gì đó mấy chị. Rất là đẹp. 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, chẳng chục. 120.000 mã 120. Một cái tô mộc 30 mã 30. Một cái tô lam có chuyện mấy chị. Tô lam này bán 35.000 mã 35, đường kính 18. Ô mọi người đó hết rồi, mọi người ai đang coi livestream cho em xin một chấm đi mọi người. Trời ơi dĩa này. Ok chị. Phan phan để em cái. Đấy mọi người cặp này. Cặp này bán mọi người là 50.000 cái cặp này thôi, mã 50. Chuyện nào. Bán rẻ luôn anh chị ơi. Cặp dĩa bán có 50.000 nè mấy chị. Đường kính là 22 sâu lòng. Đường kính 22 nha mấy chị. Cặp này 50. Mã 50. Có chuyện nè anh chị quên. 50 chị Thanh Nguyễn. Nè chị Thanh Nguyễn ơi, cái bộ này là bộ dĩa cùng bộ với chị cầu cùng tô luôn nè chị Thanh Nguyễn. Chị có lấy luôn không cho nó đủ bộ. Nó có 3 cái thôi chị. Đây. Đây mọi người. Một cái sâu lòng đường kính là 22. Hai cái đường kính là 25. Ồ có 2 cái hay chứ đâu có 3 cái. 2 cái hả chị Thanh Nguyễn ơi. Cặp này bán cho chị là 85.000 cái cặp dĩa này mã 85. Chén chấm mộc không có chứ. Không phải không có mà nó lộn xộn tùm lum hết chứ. Nè có chấm này được không? 20.000 chấm mã 20 kèm số lượng, hàng còn mới cáo luôn mấy chị. Nè chưa sử dụng. Em có số lượng nha. Em còn mười mấy cái đó, 20 kèm số lượng. Mã 85 cặp dĩa này chị Thanh Nguyễn. Chuyện mộc đầy đủ mấy chị. Đẹp chưa? Em cho mấy chị xem nè, nó bị dơ á. Mã 85. Ủa lộn, à lộn. 75 thôi chị Thanh Nguyễn, 75 chứ không phải 85, 75 nha. Một cái size 20 mấy lắm.
Một cái size 25, một cái size 22. Em bán cặp này 75 nghìn thôi. Quên, tính nhầm. Mã 75. Dạ bởi vì không? Em biết mà. Rồi, em lên cái bộ này cho anh chị nè, từ từ nha. Bộ này ai chốt được chốt nè, em chúc mừng này. Sale rẻ luôn, bữa nay sale sạch sành sanh luôn. Đó, bộ hoa dương dĩ nổi như thế này. Mà trước khi lên này em lên bộ này đã. Cái này bị lỗi mẹ bỏ. 1 2 3 4, cái này còn mới nha mấy chị, 5. Có chuyện nè. 6 7 8 8 cái em bán mấy chị là 95.000. Ờ 8 cái 90 đi, mã 90. Chốt em mã 90 cái bộ này. 90.000. Mã 90, bộ dĩa à, để chấm hoặc có địa chỉ để ra chua cũng được mấy chị, mã 90. Anh Hưng. Rồi tiếp nha, em bán cho mấy chị bộ này nè, ai chốt được em chúc mừng ha. Bộ này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái dĩa nha. Nó gồm có 2 cái dĩa vẽ hoa dương dĩ đường kính là 22. Nha. Này còn mới nha mấy chị, chuyện nè. Và 4 cái dĩa đường kính của nó là 25. Còn mới hết mấy chị. Rồi nguyên combo này bán luôn cho anh chị 250.000. Mã 250. Trời ơi trời, 6 cái dĩa mấy chị ơi, xuất sắc. 250.000 6 cái dĩa, cái tính ra có nhiêu, có 40.000. Hàng còn mới cáo nguyên một bộ mấy chị. Mua hàng Nhật mà được có bộ là hơi bị hiếm. Mà bộ này bộ mới chưa sử dụng, 250. Mã 250. Đúng không? Ờ đúng rồi. Ủa? Lộn rồi chứ. 250. Thôi, em bán cho mấy chị là 200.000 đi. Thôi lỡ rồi bán luôn 200. Ai lấy chốt em mã 200. Đúng rồi, 200k. Mã 200. Kiếm ở đâu ra bộ này được 200.000 mấy chị, mua ở đâu, ở cái shop nào bán cái bộ này 200.000 cho mấy chị. 4 cái dĩa size 25, 2 cái dĩa size 21 sâu lòng, hàng mới còn chưa sử dụng, 6 món 200. Trời ơi, bộ dĩa lam này bữa nay mọi người chơi thiệt buồn, quá buồn. Rồi bán cho anh chị một cái dĩa mộc như thế này nha. Nó bị dơ nha. Để em chùi lại cho mọi người nhìn thấy rõ. Chưa chị. Cái nhỏ 30 chị ơi, mã 30. Mã 30. Đây anh chị, một cái dĩa rất là to mấy chị. Đây có chuyện luôn, mọc dấu. 30 chị Thanh Nguyễn, hàng này là hàng vẽ tay. Đường kính của nó là 31, sâu lòng, cao của nó là 6. Cái này em bán mấy chị là 120 đi, mã 120 cái dĩa này. Trời ơi, cái này làm khay. Xuất sắc, 120.000. Mã 120 nha. Đẹp lắm anh chị. Em bảo đảm mấy chị mua về mấy chị thích cái bộ này luôn. Nếu không cái dĩa luôn, nếu không thích em đền tiền cho mấy chị ha. 120. Sale bán cho Đức luôn, bán cho mấy chị là 105k. Cho vừa lòng mấy chị ha. Mã 105. Mấy chị không chốt em không bán luôn á. 105.000. Men đá anh ơi, men đá anh, men đá. 105.000. Em bao anh cái dĩa này nó đẹp luôn, nó mới luôn. Coi nào, anh về đựng chưng trái cây hay gì đó anh, rất là đẹp.
Dĩa đồ ngủ bất cứ gì đó rất là đẹp. Size 31. Em bán 105.000 thôi. Men đá nha anh Hùng ơi. Mã 105. Hãy chốt đi đừng ngại ngùng anh. Ngại hồi người ta lấy hết. Em ngộ nha mấy chị, có một cái tặc ngộ lắm nha. Em like ha thì ít người chốt, không có mấy cái món đó không ai chốt ha, chứ còn hồi mà xuống like rồi cái ngày mai cái bắt đầu có khách hỏi em. À có khi mấy chị hỏi lại cái là không còn. Sự thật. Đây, em có một cặp dĩa mộc này, cặp dĩa mộc này, cặp dĩa mộc phu thê có chuyện nè mấy chị ha. Cái to cái bé. Một cái to sâu lòng đường kính là 28, một cái bé đường kính sâu lòng là 27. Ha, nó cũng xê xích nhau nè. Nó cũng bằng hà chứ không có lớn bé gì đâu. Cặp này bán 100.000, mã 100. Trời ơi nó đẹp. Mã 100. Để xuống dưới mà anh để đây đi. Mã 100 nha anh chị. Ai lấy chốt em mã 100. Cái cặp đó 100 chốt anh Hưng. Anh Hưng ơi lấy cái dĩa kia đi anh Hưng, em có nó nghe có 105.000 anh Hưng. Thiệt. Mà nó đẹp lắm anh, về là thích liền. Dĩa mộc nè, 2 cái nè, 3 cái nè, 4 cái nè, 5 cái nè. À, set đèn 101, mã 110. Chuyện nè. Năm cái 110. 110 chốt với chị Linh Khánh. Bốn cái chén chấm mộc ăn chè. Ăn chè à, chè đây chuyện. Bốn cái bán mọi người 40, mã 40. Ăn chè rất là ngon, rất là đẹp luôn, mã 40, màu vàng be. Ở ngoài giác vàng, mã 40, 4 cái. Có chuyện nha mấy chị, mã 40. Đó làm chén chấm được đó Duyên ơi. Bể đó. Bữa nay bể là ngoan cố là trừ tiền thiệt đó nha. À, ba cái này. Chuyện nè. Ồ ba cái này đẹp quá mấy chị, không chốt chốt cái nào mấy chị ơi, ba cái này mới cáo này. Ba cái này bán 60. Mã 60. Ba cái dĩa mộc này 60, mã 60. À biết thì chốt đi em. Mọi người không chốt cái này hả mọi người? Em hỏi thật sự luôn á. Nào. Bộ ba cái dĩa như thế này nè. Chuyện nè, mới cáo luôn, mã 60 mà mấy chị không chốt xài hả mấy chị? Buồn ghê à. Buồn vào hồn không tên luôn mấy chị. Em có một cặp tô mộc nè. Tô mộc men tiêu, mới cáo luôn. Đường kính của nó là 21, em bán cho mấy chị cái 40. Mã 40 kèm số lượng, lấy hết một cặp hôm em mã 80. Chị Linh Khánh chốt cái cặp tô đi chị Linh Khánh. Mã 80 cốt dày cui. Hai cái dĩa hoa chưa giúp nổi với chị. Chuyện nè, hàng mới nha. Không giận rồi, không lên nữa. Cặp này bán mấy chị cái cặp dĩa này 65.000. Cặp oval nha. Size 24. Ngang là 22. Em bán cặp này 65k. Mã 65. Một cái có ba mấy nghìn thôi. Đẹp nè, còn mới cáo luôn. Mã 65. Thôi bán mọi người cặp này 60 nè ha. Em muốn bán cho nó rồi luôn đi mấy chị, em chán quá. Mã 60.
Sao nãy giờ em lên đồ đẹp không, bảo mai chốt cho tao. Buồn quá. Buồn vào hồn không tên luôn. Rồi bốn cái chấm xưa, bốn cái chén chấm xưa có chuyện nha. Đó, bên trong vẽ người nha. Chén vẽ cảnh có tích người. Bộ này gồm có 5 cái bán rẻ luôn, 50. Mã 50. Vẽ cảnh có người, trong người ha. À. Giúp đưa anh cái đó coi. Đúng rồi. Đây, lên tiếp. Một cái tô ngũ sắc đen vẽ hoa trà. Ha, cái tô này bán mọi người 45k, mã 45. Ngũ sắc nha. Ê, lên cái bộ đó lên nhé. Thử cho ơi, size 18, mã 45. Thử cái thôi. Đừng. Để anh đang bán, đừng. Ôi giời. Mã 45. Trời ơi, tô mộc. Ôi đẹp, xịn sò mới chưa có đâu. 50. Mã 50. Còn mới cáo luôn. 18. Mã 50. Một cái tô vẽ hoa trà. Chuyện nằm đây. Cái tô này bán 55.000. Mã 55. Đường kính là 18.5. Tô đẹp mấy chị. Mã 55. Ngũ sắc vẽ hoa trà. Sang đâu sang đi ngủ hả sang? Chốt gì đi mấy chị? Không chốt buồn ngủ quá. Chốt đi cho em Út. À 45 sang Nguyễn. Không chốt đi cho em Út, nó có tinh thần ở làm việc mấy chị. 45. Lấy luôn cái tô 55 đi sang. Cái tô 55 quá đẹp mày không chốt hả? Tô 45 em chốt mày không chốt tô 55 là phí hay sao? Chốt hai cái đi. Cái tô màu mày 50 nha mấy chị, mã 50. Để anh chi lại cái tô bọc hoa trà nó quá đẹp mấy chị. Cặp dĩa này bán cho mọi người là 50, mã 50. Nó để luôn cho sang thấy thích ghiền luôn nè. Cho coi luôn. Cái tô đẹp gì mà không chốt, trời thiệt chứ. Năm chục hai cái dĩa ngũ sắc. 55 sang Nguyễn. Này luôn không? Này 50 ngũ sắc đó nè. Chơi ngũ sắc, thích ngũ sắc, chốt ngũ sắc đi. Cái dĩa này 45.000, mã 45. 20 là cái gì ta? À ok, 20. Cái đĩa này 30. Mã 30, chuyện. Sang ơi, chốt đĩa 30 đi Sang ơi. Comment là mã 30 đi, 20 anh thương anh chốt rồi. Mã 30 là Sang. Cái này 45.000, mã 45, quá đẹp ha. Cái chén cơm lam 20 còn mới cáo luôn. À ok thôi chốt này đi em. Là mã 30 giùm anh đi. Mã 30 ha. Dĩa này đẹp. Chốt mã 30 đi Sang ơi. Kệ chốt cái đi em. Cái này là hữu duyên, cái nào của mình là của mình. À. Một cái dĩa củ cải và một cái chén cơm lam vẽ cảnh. Em bán cặp này cho mấy chị là 35.000. 30 thôi, mã 30 đi ha. Mã 30. Mã 30, một cái chén lam vẽ cảnh và một cái dĩa ngũ sắc em bán 30.
Đây mấy cặp dĩa này nó đẹp nhức nách luôn mấy chị ạ. Mua về là nhìn nhức nách luôn, coi thấy nó đẹp là nhức nách luôn. Nhức nách là mai phải đi bệnh viện luôn. Khám nách. Ok, 30 chú anh Hưng. 30 của anh Hưng là cái gì quên rồi. Anh Hưng nhắc em cái anh Hưng ơi, 30 anh là gì anh Hưng? À 30 là cái này đúng rồi. Ok ok. Anh chị ơi, em bán cho anh chị một cái dĩa vẽ hoa trà và một cái tô vẽ hoa trà. Cặp này em bán cho anh chị là 35.000. Ok anh, mã 35. Chốt em mã 35, một cái tô và một cái dĩa, mã 35. Rồi, em bán cho anh chị 3 cặp dĩa nha. 3 cặp dĩa, còn mới cáo đẹp luôn mấy chị. Một cặp. Hai cặp. 3 cặp. 3 cặp. 3 cặp dĩa này em bán cho anh chị là bao nhiêu tiền? 100k mã 100. Ôi lộn, 90 thôi, mã 90. Một cặp có 30.000 thôi. Nè. 6 cái dĩa có 90.000, dĩa lam đẹp quá. Mã 90. Anh chị chốt đi anh chị. Em sale ghê sạch sàng hôm nay rồi đó. Thật sự luôn. Cơ hội có 1-2, ngày mai em bán quay về giá cũ. Ok anh, để em cái anh. Cái dĩa này 21.000 thôi, mã 21, đĩa cảnh lam. Cặp này 30, mã 30. Cặp này 35.000, mã 35. Size to mấy chị này, size 18. Cặp này 31.000, mã 31. Cái dĩa này 21.000, mã 21. Anh chốt cặp nào? Em bán chị 4 cái đĩa hoa này. 4 cái 50, mã 50, size 16. Một cặp tô. Cặp tô này bán cho mọi người 45.000 đi, mã 45, size 16 nha. Có chuyện mấy chị, mã 45 một cặp. Trời, cái này có 35.000 mà mấy chị không chốt, mấy chị chốt cái nào giờ? Hai cái dĩa hoa trà hết mã 35. Anh Hưng không chốt cái cặp 45 anh Hưng. Một dĩa chấm vẽ cảnh, dĩa này bán 25.000. Dĩa cảnh lam mã 25, có chuyện. Xem lại 45 hả? Xem lại mà không chốt là giận thiệt đó nha. Lại mốt kêu lên đồ là không lên đó nha. Đây. Chuyện nè, một dấu. Chốt không? À. 45 chốt cho Nguyễn Duyên. Anh Hưng dự bị đi. Cái dĩa này 20.000, 20.000 mã 20. Đẹp nè mấy chị. Dĩa cảnh. Hù quá sợ chốt không? Rồi, em bán một cặp dĩa này cho mấy chị nha. Chốt đi mấy chị, chốt cái cặp dĩa này. Rồi, về mọi người sẽ coi thấy nó đẹp như thế nào. Coi đúng như cái lời của em nói không? Nếu như không đúng cái lời của em nói, mai mốt được mua hàng của em nữa nha. 20 chốt anh Hưng. Cặp dĩa này. Vẽ trái dâu mấy chị. Rất là đẹp cái cặp dĩa này luôn. Chuyện nè. Cặp này cho em bán bữa nay cao một tí nha. Em bán mấy chị cặp này 99.000, mã 99.
cao hơn cho bán hôm nay thôi, chứ thật chắc là so với những cái shop khác em bán vẫn rẻ. Người ta bán cái dĩa này 65-70, em bán mấy chị cặp này 99.000. Đẹp quá anh chị ơi, size 27. Mã 99. Rồi cặp dĩa cute đường kính là 27. Đẹp quá. Chuyện à. Cặp này 100k. Mã 100. Một trăm chốt với chị Thanh Hoàng. Một cái tô ngũ sắc vẽ cảnh, tô này 25.000. Mã 25. 100 cặp dĩa. Hai mươi nghìn, mã 20, một cái tô lam. Ba cái dĩa củ cải. 40. Mã 40. Ai lấy chỗ em mã 40? Chị Thanh Hoàng chốt cái tô không chị Thanh Hoàng? Cái tô này chị lấy em bán chị 45.000 thôi. Tô mộc, đường kính 18. Nhật lên đồ Nhật. Bán thêm chút nữa nghỉ con. Một cái chao quan mộc em bán 35.000. Mã 35. Hũ này hũ đựng kẹo, cute, bữa nay sale bán luôn cái hũ này cho mọi người 60. Hàng Âu đắp nổi. À đúng rồi. Nơi bấy này chị Thanh Hoàng chị có chốt không? Chị Thanh Hoàng 105.000 cái đĩa này, mở 105 này. Chuyện nè. Men đá size 31, mã 105. Có chị có chốt không? Cặp tô mộc bán luôn 75.000 cặp tô mộc size 20. Mộc men tiêu size 22 chứ bà 20 gì. Cặp này bán 60.000 luôn, mã 60, size 24. Buồn. Buồn quá anh chị, không ai chốt người buồn quá. Một cái chén, hai chén, ba chén, ba chén 60, mã 60. Tô men đá 50, mã 50. Đường kính 18. Buông vào hôm không đêm. Nói nghe nè, Nhật lại Nhật lấy đồ cho cậu bán, hồi đó nhịp giò mày. Kêu đâu? Trời ơi là trời. 20. Phan từ từ. Phan, lấy mấy cái ly trà xứ xương, lấy cái ly trà xứ xương đó coi, vẽ tâm thái, một ly. Ê, gom ly trà lại hết cho cậu ơi.
Ly trà, mấy cái ly trà. Sang ơi, một cái này Sang ơi. À, sứ xương ha, em yêu cầu sứ xương hả? Hai cái nè. Ba cái nè. Sứ xương. Bốn cái nè. Năm cái nè. Rồi, 5 cái 20 ngàn. 5 cái. Phan từ từ, sứ xương. Sáu cái nè. Bảy cái nè. Trời đẹp quá, 8 cái nè. 9 cái nè. Cái này nè, 10 cái nè. 10 cái chén trà sứ xương còn nữa không? Cái này luôn 11 cái nè. 11 cái bán em 150. Đây nè, cái này là 12 cái nè. Để em 150 luôn. Đẹp quá. 12 cái 150 nghìn. Không chốt cũng bắt chốt nữa. Buồn rồi. Lên giùm em hả? 1 1 0. 150 Sang ơi. À 150 em mã 150 giùm anh. Ô chú cha ơi, còn cái này nè Sang. Thôi tặng luôn, bán 150 nghìn. Cái này tặng luôn nha, 150. Ok, bỏ vô. Cái gì vậy Nam? Vợ em yêu cầu hả? Rồi một cái bình sake mấy chị. Em có một cái bình sake nha mấy chị. Sứ xương này, hàng xưa. Cái bình này bán một người 25 nghìn thôi. Mã 25. Nô lấy mấy cái ly trà lại cho cậu bán ở Nhật. Bộ gì? Ly trà trong thùng á, sao không đem lại? Trời ơi, đồ cô để ra nhóc hết trơn, không chịu đem ra cho cậu bán. Cảm ơn gì? Bốn cái chén trà, năm cái chén trà, từ từ nha, sáu cái, bảy cái, này có nắp không, có nó có nắp anh tiếc cái ly mình đang cầm á, tám cái này Sang ơi, chín cái nè, sứ xương này, 10 cái nè, sứ xương nè, 11 cái sứ xương nè, 11 cái thêm một cái đi, 12 cái. Đâu rồi? Kiếm cái nào nữa 12 cái coi. Này luôn, 12 cái bán 150 luôn Sang ơi, mã 150. 150. Sứ xương. Họ có bộ thôi, có bộ 150. Nè, ấy, bỏ vô nè Nam. 12 cái 150 nghìn, bỏ vô, không chốt cũng chốt nữa. Cũng bắt chốt. Ế rồi, comment mã 150 Sang ơi. Nói vợ em chốt đi. Ế rồi, bán ế rồi, giờ ép rồi. 150 nha. Này có mấy cái? Rồi em bán một bộ này 5 cái ly mấy chị, sứ xương mấy chị. Đây. Bộ này bán mọi người 60. Mã 60. 150 Sang Nguyễn. Này lam không?
60. Trời ơi, à, Sang ơi em mua cái này nè, em kêu vợ mua cái này nè. Cái này anh bán em cái 10 nghìn thôi, cái này là chén trà thấu quang, nó là xứ xương luôn. Hàng của Nhật này. 1, 2, 3. Không, bởi cái này. Bởi cái này nè. Bởi cái này nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lành quá. 15, 16, 16 cái 160 nghìn xăng. 10 nghìn cái ly trà thấu quang xứ xương. Mã 1, 60. 160 chốt Sang Nguyễn nè. Không chốt cũng chốt. Nè, bỏ bọc vô. 160 chốt cái Sang Nguyễn. Trăm sáu đi Sang ơi, còn mai bột 60 Sang ơi. Không chốt anh cũng chốt cho em nữa ha. Bây giờ là bán ép. Thấy chưa, cái ly thấu quang này xứ xưa rất là đẹp nè Sang. 160, một cái 10 nghìn nè. Ế rồi anh Hưng ơi, ép anh Hưng ơi, bây giờ tới em ép anh Hưng này. Trăm sáu Sa Nguyễn. Cái này có mấy cái vậy? Hai cái hả? Sang ơi, cái này Sang cặp này 50 nghìn, mã 50. Kệ anh ơi, biết sao giờ. Bán ế mình mới làm vậy thôi. Hai cặp ly chân cao em bán cho anh chị, cái cặp ly chân cao này 45 nghìn đi, mã 45, cặp ly chân cao xứ ra có đẹp đấy. Mã 45. Ngày mai gom ba cái tô gỗ sắt bán cho Sang Nguyễn hết rồi, Sang Nguyễn yên tâm. Cặp ly này, cặp ly xưa là mấy chị, em bán cặp này 45k thôi. Mã 45. 50 Sang Nguyễn. 50 của Sang Nguyễn là cái cặp ly. Mạng Sang Nguyễn chậm quá. Ê, đưa mấy cái tô lam đó coi. Trời ơi, một cái tô lam anh chị. Chuyện nè. Hàng xưa. Tô này 325 nghìn. Mã 25, đường kính là 17. Trời, có chuyện đó chị. 1, 2, 3, 4. Đưa cái thố lên đây cho cậu. 40 tô này em bán mấy chị 100 nghìn. Mã 100. Tô có chân mấy chị, 4 cái 100k. Một cái thố mấy chị ha, à, một cái thố, thố lam. Thố này bán mọi người 30. Mã 30. Có chuyện nè, quên. Mã 30. Buông vào hôm không tên. Một cái dĩa mấy chị, có dĩa có chân hàng xưa lam nè mấy chị. Cái dĩa này bán cho mọi người là 25 nghìn. Ô, chốt đi mọi người ơi, em buồn rồi mọi người. Mấy người không chốt em đi ngủ. Chốt đi em like hoài luôn. Chứ giỡn. Đây em bán cho mấy chị một cái dĩa ha. Một cái dĩa vuông vẽ cảnh, trong cảnh có người. Đây chuyện của nó. Cái này bán cho mọi người là 20 thôi. Mã 20 chốt đi mọi người. Em bán một cái thố nè. Một cái thố nè. Vẽ nè mấy chị. Vẽ chiếc lá, vẽ vàng nè mấy chị. Có chuyện. Cái thố này bán cho mọi người 30. Mã 30. Rồi một cái tô lam mấy chị, tô lam này bán 20 nghìn, mã 20. Một cái dĩa sâu lòng lam, dĩa này bán 25 nghìn, mã 25.
đó. Chốt đi mọi người, buồn rồi đó, thiệt sự mọi người không chốt buồn. Ê Nhật ơi, nó bậy chữ thề bậy bạ. Nhật đang like Nhật. Cái lòng mẹ báo ơi, tao sáng cái một sáng à. Tôn trọng khách hàng chứ. Hai cái dĩa này mấy chị, hai cái dĩa này bán cho mọi người là 15.000, mã 15. Một cái chấm, hâm cái trái, băm cái chá ha. Băm cái chá 30, mã 30. Có chuyện. Chuyện chìm nha mấy chị. Một cái dĩa. Ôi có chuyện, hai cái dĩa, ba cái dĩa. À, đâu nãy ba cái rồi ta. Bốn cái. Dĩa này dĩa bánh nha mấy chị, năm cái. Sáu cái dĩa bánh. Sáu dĩa bánh này bán cho mọi người rẻ luôn. 65.000. Đường kính là 16, mới ghi đựng da chua cũng được. Sáu cái này 65.000. Đâu hết rồi mọi người ơi. Cặp ly lam 30. Hết hồn nhờ Nguyễn Diễm không thôi sợ ma rồi. À gì giá. Cặp này 30 mã 30. Đây một cái chấm, hâm cái chá, à cái này cái dĩa ha, cái này củ cải. Bốn món nè, gom bán rẻ cho mấy chị luôn ha. Bốn món, bốn món bán cho mọi người. Bốn cái món này 30.000, mã 30. Đây à, bộ này là bộ cutani, bộ ly mộc là sang. Bộ ly mộc rất là đẹp luôn. Nè có chuyện nè. Bộ này nguyên một bộ này. 5 ly. 5 cái ly mộc bán 60 thôi, mã 60, còn đẹp quá là mới cáo. 5 cái ly mộc 60.000. Mã 60 30 chỗ bên Hưng này. Đó, 30 chỗ bên Hưng này. Năm ly 60 sang ơi, mã 60 chốt anh, mã 60 ly mọc quá đẹp mấy chị ơi. Đúng rồi. Sáu mươi sang Nguyễn nè. Mấy cái ly mọc. Gọi đây nha, dĩa này à. Một cái. Hồi nãy ai mua cái dĩa hoa này rồi ta. Hai cái, ba cái ly hoa rồi. Bốn cái, năm cái. Làm chấm nha mấy chị. 5 cái. 5 cái này bán cho mọi người là 50.000, mã 50. 60 anh chị đó, bộ 5 cái ly mọc đó. Nhờ con kiếm kỹ đi, nhờ cái bộ này còn nhiều lắm Nhật. Dĩa này có nhiều lắm, ngay đó đó, ngay gốc luôn. Bộ dĩa ngũ sắc. 5 dĩa 50. Anh chị đợi em sale cái bộ dĩa ngũ sắc cho anh chị nè. Bộ dĩa chấm ngũ sắc. Có chuyện. Thấy chưa? Em sale bán rẻ cho mấy chị luôn. Ôi ôi còn 600 người đang xem. VIP quá. Hết chưa? Đây. Bộ này em có tổng cộng là 7 cái dĩa ngũ sắc ha. 1, 2, 3, 4, 7. 7 dĩa này bán 100.000, mã 100. Đường kính 14. Mọi người đựng dây chua, đựng gì mà đựng chấm cũng được. 7 dĩa 100.000 cái có 15k. Dĩa ngũ sắc chưa tới 15.000 nữa. Nói 15.000 là hơi dư chứ. Chốt đi sang hay nâng gì đó. Bộ này mới nha. 100k, 7 cái, mã 100. Trăm sang Nguyễn nè.
20 mã 20 gán bán, mai kiếm tiền mua sữa cho con mọi người. 20 100 hả? Nè, gán chốt mấy em mấy chị thương em, chốt cho em kiếm tiền mai mua sữa cho con em. Một cái dĩa hoa trà nha, một cái dĩa này, nãy cái dĩa hoa trà hoa ơ nó mất tiền. À đây một cái tô hoa trà. Đó, 3 món. Có con rồi chị, 3 đứa, thằng lớn 2 mấy rồi, đây thằng lớn rồi đó, thằng lớn thằng nhỏ, 3 đứa. 3 cái dĩa, 3 cái món này, 1 tô 2 dĩa bán cho mọi người 50 thôi, mã 50. Chốt đi anh chị. Dĩa này 20, mã 20. Cái nào cũng được chứ, cái nào cũng chỉ bệnh. 20 cái dĩa. Ba con nghiệp trước. Chịu thôi chứ sao giờ. Đâu bỏ được. Thế biết cái này gì không nè? Trời giờ ba cái quỷ. Gì? Nè đưa cái đó coi. Cổ tích, cổ tích gì? Thì còn học trò ba con quỷ đó, không biết cái đó hả? Quỷ vàng, quỷ đỏ, quỷ xanh gì đó. Ừ. Là cái con nghe cái hết hồn. Hết ngủ. Nghe ba con quỷ cái hết hồn. Cặp dĩa này 35.000, mã 35. Mã 35. Vậy chứ có bàn nó khỏe lắm, đỡ lắm nha. Không có là hơi bị mệt. Một cái thố này mấy chị, thố này bán 25.000 thôi, mã 25. Mà có cũng nhức đầu cũng chết. Tớ này nó gây lộn, chữ lộn nhau hoài miết luôn. 20, mã 20. 21.000, mã 21. À cái này 25.000 cái tô này mấy chị, tô lan quá đẹp. Chuyện à, Bảo lại lấy mấy cái đó cho cậu. Ở anh cho Bảo bỏ cái mớ kia ra, đem đồ ngũ sắc lên đó, một đám gì ngũ sắc lên đó, tô ngũ sắc đem lên bán hết đám ngũ sắc rồi nghỉ. Nếu mọi người còn thức thì bán, còn mọi người không thức thì mình đi ngủ. Đi ngủ. Hay quá. Kệ. Đem bán 6 cái dĩa, 7 cái chứ. Dĩa ngũ sắc nè mấy chị, 1 2 đó, đem hết đóng nó lên. Đóng nó luôn. À đóng dưới luôn. 3 4 này nó cùng chuyện nha anh chị. 4 5 6 7 8, đường kính là 19. 8 cái bán rẻ luôn, 150.000. Mã 150. Chốt em ở 150. 8 cái dĩa em bán 150.000. Dỡ cái dĩa chiếc lá lên cho coi. Dỡ cái dĩa chiếc lá, chiếc lá chứ. Cái dĩa chiếc lá kìa, dĩa đó. Dĩa xanh xanh chiếc lá đó, 150 chốt anh Hưng nè. Dỡ lên, dỡ cái đó lên. À đem bộ diện ngũ sắc đó là. Ôi tam thái với ngũ sắc đó là một giống chứ phần nữa. Có gì đâu khác. Nè nè bỏ vô nè. Thôi gán bán kiếm thì 5-7 triệu thôi rồi nghỉ ha. Đây anh chị diễn ngũ sắc. Ha diễn ngũ sắc tam thái đó em cũng biết nữa ha. Đây còn mới cáo luôn viền sô-cô-la. Chuyện nè. Em bán mấy chị ha. Bữa nay em bán rẻ luôn. Em có số lượng là 8-9 cái 10 cái đó em biết. Em bán mọi người một cái là 25.000, chốt em mã 25 kèm số lượng, lấy hết comment cho em mã 25 hết. Em có đâu chục cái đổ lại mấy chị nguyên bộ ha. Chốt em mã 25 kèm số lượng, em bán mấy chị 25.000 một cái thôi. Đây còn mới luôn, em cam kết đồ hàng mới. Những hàng mà mấy chị thấy hàng bộ á,
mua mà bộ nhiều cái là hàng mới chưa sử dụng hết đó chị. Đây. Size 20. 25 nghìn cái. Viền Sokona. Chốt em mã 25 kèm số lượng, lấy hết thì comment về mã 25 hết. Dĩa đó đẹp đó mấy chị, thiệt sự thật. Chốt đi mọi người ơi, Sang ơi chốt cái bộ dĩa đó đi em. Nghe lời anh đi. Nói vợ em đi, chốt bộ dĩa đi. Nó có một bộ luôn á Sang. Có đang xem á. Tào lao. Hai ai chơi trả giá không chơi à? Không. 5 cái gì 100 nghìn chị chết luôn, 3 cái 25 nghìn là lỗ rồi. Khổ quá à, chị hai ơi. Chắc cái này phải về nhà chị ăn cơm quá chị Duyên ơi. Bán 25 nghìn cái là lỗ rồi đó, sự thật. Rồi cặp tô lam vẽ tay này, hàng này đẹp. Cặp này bán mọi người 45 nghìn thôi. Chốt em mã 45. Bên trong nó vẽ lá nè mấy chị. Mã 45 cặp tô này. Đường kính của nó là 16 xứ xương. Vậy mà cũng gán trả giá cho mình được 25, 5 cái 100 nghìn hay ha. Không cho thêm thì thôi, đáng lẽ là tặng thêm á. 5 cái 125, comment 130 quả mai. 5 ngàn đó cũng như là gì à, phụ giúp anh Hiếu lấy tiền mua sữa cho con ảnh hay gì. À đúng rồi, bụp đi mọi người, 125 ngàn kệ đi. Mua ở đâu cũng vậy, mua giùm em cảm ơn em, nói sự thật đúng không? Đúng vậy. Đúng không mấy đứa? Đúng. À đúng rồi. Mua giùm em cảm ơn không? Cho hết. Cho hết hả? Cho hết hả chị? Không, người 5 cái cho hết. Cặp này anh chị, cặp này bán anh chị, cặp này là 40 nghìn cặp tô. Đây, một cái tô ngũ sắc có chân này, chuyện nè. Cái tô là bán 50 thôi, mã 50. Ôi đẹp nè, viền Sokona đẹp quá. 50 nghìn, mã 50. 40 chú Anh Hưng. Anh Hùng chú lộn, Hùng Huy Hưng gì cũng đẹp hết chứ. Tên này cũng đẹp chứ. Tên Hùng cũng đẹp, tên Hưng cũng đẹp. Mua đồ của em là đẹp. Nè. Cái này 50. Sang Nguyễn chốt cái tô đi, Sang Nguyễn. Nói chuyện nghe thật sự là của ở em chỉ có bán mới bán là tô ngũ sắc mà bán 45-50. Người ta không có bán ai bán gì. Cặp dĩa này bán cho mọi người là 99-95 nghìn cái cặp dĩa này luôn. Size 27. 50 chốt Sang Nguyễn. Đường kính là 31 chứ là nhầm rồi. Đường kính 31 nhầm rồi. Đừng ai chốt nha, mô Phật. 50 là cái gì vậy? 50 là cái tô. Size 31 vậy bà nói nãy size 2 mấy nè. Trời ông nội thiệt khùng thiệt. Đừng ai chốt nha. Chốt buồn nghe. Lỗ chết, lỗ nặng luôn. Hên quá không ai chốt. Một cái tô lam ấy chị. Tô này bán dở rồi lỡ rồi khuya rồi vui luôn. 25 nghìn mã 25. Ơi gì kỳ trời. Mã 25. Chốt em mã 25. Chốt không lên mã. Nói chứ em chốt cái cặp đó 99 nghìn em vẫn có lời. Một dĩa có 40 mấy nghìn thôi. Mã size 30. Nhưng mà qua mã rồi em. Xưa rồi vậy em. Hết cho nợ rồi. Chúc chị Hoàng may mắn lần sau. Không. Ok chốt chị Nguyễn Duyên. May mà chúc chị may mắn lần sau ha. Cái này 25 nghìn cái tô. Mã 25. À chúc chị hai may mắn. Hai chị may mắn lần sau. Qua rồi.
Cái tôi là 30, mã 30, chuyện mọc đầy đủ, còn táp, còn đẹp, còn mới cáo luôn, xứ xương, mã 30. Buồn quá, mai chốt đi chứ, không biết bán gì luôn á. Gì? Không. Trời, còn có cả 10 người xuống ngủ quá ha. Thôi bán tiếp đi ha. Hai ba đứa con. Bố và những đứa trẻ, ok, bút luôn. Ông bố trẻ. Một bán ba tặng một, mà bán ba dĩa này tặng một, ba dĩa này bán 59.000, tặng cho cái dĩa này chốt em mã 59. Dĩa này bị nước không tặng phải làm gì, đẹp chưa, em cầm hoài luôn á. Chừng nào mấy chị chốt em mới chịu buông xuống. Em cầm hoài luôn. Chừng nào mấy chị thấy em mỏi tay, mấy chị thương em, mấy chị chốt mã 59, em bỏ xuống. Mỏi tay với trời, mai chốt trên trời, buồn vậy. 59, mã 59. Buồn. Đây nha, mã tặng. Không, phòng em là đồ chưng chị à. Chưa đâu. Chừng nào em hết vốn mới đuôi cái đó. 59 chốt sang Nguyễn Trò, cảm ơn bạn Hiền. Bán cái tặng cho cái này ra. Ai lấy comment mã tặng. Giờ này tặng quà chơi đi mọi người ơi. Ok, tặng anh Hưng này. Tặng mọi người vài món quà đi cho có sức, có tinh thần, có động lực. Cái rồi bắt đầu. Tặng luôn. Hả? Thôi, khỏi đi. Lấy cái này, lấy sao Nguyễn cái dễ tặng. Quậy anh muốn miếng cà phê coi. Cái này hũ đựng tâm, mã tặng. Mã tặng. Anh Hưng. Tặng Nguyễn Duyên. Mọc hai quai hả? Không nhớ nè em ơi. Rồi cái này ai đạo chúa em tặng cái này? Tôi là mặt, tặng tôi cái tiệm mặt. Comment mặt chúa. Giê-xu. Thôi quậy anh cà phê coi. Ok, cái gì đây? Nguyễn Duyên hai món rồi để tặng người khác. Có ai lấy không mọi người? Không lấy em tặng Nguyễn Duyên nha. Tham lắm. Ơi nói bậy. Ông nói này. Nguyễn Duyên. Rồi, cái này bán 15.000, mã 15. Mã 15. Làm gì? Ứng lương hả? Thôi, ứng lương rồi, mai đi. Trời ơi trời, đâu nửa đêm nửa hôm ứng lương, lương bọng đâu ứng, giờ này lương làm gì có mà ứng. 10.000 mã 10. À một sĩ thì được, sĩ thì cho được. Thôi. Ba cái dĩa này bán cho mọi người là 35.000, mã 35. Ba cái dĩa trái cây mã 35. 15 sang Nguyễn. Thôi con. Thôi để cho mẹ đang ngủ kìa. Cái dĩa này bán 21.000. Narumi xứ xương mã 21. Chắc khách cũ.
khách có từng mua hàng online trong phòng của anh? Có từng lúc đó live khuya lắm, 12 giờ đêm, 2-3 giờ sáng luôn, live tới 7 giờ sáng mà bán đắt lắm, bán đi mấy chục triệu luôn, 40-50 triệu một đêm. Hỏi Nguyễn Duyên coi đúng không? Có cái đêm đó anh bán từ 2 giờ sáng tới 7 giờ sáng 60 mấy triệu một ngày đó. À, đó hỏi cho Nguyễn Duyên coi đúng không? Có chị Nguyễn Duyên, anh có nói giống một chị Nguyễn Duyên này. Một like 40-50 triệu, 60 triệu. Một bữa nó like đó 2 giờ sáng tới 7 giờ sáng mà khách còn chưa chịu nghỉ nữa. Mà mấy chục mắt lên là chốt, 21.000 cái dĩa này mã 21. Mà bán hàng, VIP mà hàng tiền tiền triệu vài trăm. Mình về quê rồi, mình đi làm rồi, đó, rồi. Về quê ngày nay gái kiếm 30 triệu rồi. Chi nhiều. À, nghe chưa, cha em nói đúng rồi. Tiếp không mọi người? Tiếp không? Anh coi lại mã 35. Anh ơi cái hàng này rất là đẹp anh. Đĩa này là đĩa đẹp. Ừ. Lấy cái thẻ thôi đi rút đi mất công mày. Cái gì? À nói quên mất tiêu rồi. Là sao? Mua gì vậy? Không có, không mua à. À chứ là mày mua hỏi coi coi ăn gì. Thôi, không gì, để ăn gì. Anh ăn gì? Để ăn gì không? Ăn cơm sườn không? Ừ tao hộp cơm sườn. Coi hộp cơm sườn luôn. Coi hộp cơm sườn luôn, tao hộp cơm sườn. Cái gì? Mày ăn không? Tưởng mày ăn, mày về nhà mày ăn. Hai hộp. Nè, nam nè, nhớ lấy cho cậu bảo. Không. Ngày mai đừng khiến ta lấy lương nghe chưa? Ngày mai đừng xin nghỉ buổi thứ bảy nghe chưa? Tiếp. Cái gì? Nó cái diễn ngũ sắc á. Cái... Hai hộp cơm nhiêu tiền? Hai hộp cơm nhiêu tiền? 500 mới được chứ sao? Phải rút hàng sao không được? 50 với 100 là 150, rút được 150 thôi. Trời, rút 200 đi. Làm gì đếm thúi trời. Mày ứng trăm thì lấy trăm thôi chứ mày ứng chi cho nhiều. Ừ. Ông ngoại mày. Quên. Vậy đi chốt đi, rồi đi đi. Không rút nhiều nghe hết tiền rồi nha. Nguyệt Kim. 25. Làm thì làm biến như quỷ, đổ bồ, đổ đạc, bể đồ, bể đạc, chưa chân đòi lấy lương. Lương đâu có mà lãnh. Cặp dĩa này, cặp dĩa ngũ sắc này bán mọi người 60, mã 60. Mày làm sao mà những cái đồ mà mày làm bể mà nó lành lại y như trước á. Trả lương mày gấp đôi. Nghe chưa? Mã 60. Dĩa này sale luôn bán 40, mã 40. Những cái lẻ. Những cái lẻ Nhật đem mấy cái thùng ở ngoài đem vô bán. Nhật. Hello. Đem mấy thùng ở ngoài vô bán. Để đi. Bây giờ lên tô nha mấy chị, bán tô nha. Thôi mấy chị ơi, ai còn coi livestream comment giùm em 1 chấm đi. Đặng cho em biết mọi người còn coi, còn chút hàng em bán tiếp mấy chị. Để không em bán hồi mình lên em giống như ma quỷ mấy chị. Đĩa đó cho em, đĩa nào em? Ok, đĩa này cho em không? Không có cho, anh bán à, không có cho, 40. Giờ mình cho 5 người coi là mình 32 nha. Anh không có cho nha, anh bán 40, comment giùm anh mã 40. Thôi, hồn gia năm rồi. Mình báo thì cũng 327.
40 Hoa Nguyễn. Rồi ai đang coi livestream em 1 chấm em tặng một món quà. Đấy. Thiệt không? Thật. Biển hứa gì ba nha. Ok, tặng anh Hưng này, tặng Thanh Hoài này, 1 chấm mới tặng nha mấy chị, ABCD không tặng nha. Lựa đồ đẹp tặng. Nguyễn Diễm. Hoa Nguyễn. Ok. Quốc Bảo hả? Về nhà, về nhà mày lấy nghe chưa? Tại sao? Đúng chấm mà. Đúng Hoa Nguyễn này là bố nuôi này bạn này hả? Đúng rồi. Trời ơi, nãy nó lo ngại, nãy chấm mình tặng. Ờ, chấm chấm vô con mắt mày á, tặng. Cái này tặng anh Hưng này. Trời ơi, em được fan cứng luôn rồi đấy. Thanh Hoài là đồ mộc. Tặng Thanh Hoài này. Ờ, cái nào của anh Hưng là cái đầu, Thanh Hoài cái thứ hai. Anh Hưng là cái đen hả? Ờ, cái ly đen á. Hoa Nguyễn, chén cơm Việt Nam. Hả? À, thích chén cơm phải không? Rồi, tặng cho cái dĩa chấm. Hoa Nguyễn. Sang Nguyễn là ngũ sắc. Nguyễn Duyên. Nhỏ nhỏ nhật ơi. Khuya rồi con ơi con. Rồi, cái này là Nguyễn Duyên là cái nào? Nguyễn Duyên hả? Chấm hả? Chén chấm hả? Tặng cho cái chấm này. Nguyễn Duyên tặng. Cái này là của Hoa Nguyễn hả? Cái này của Nguyễn Duyên nè. Ôi còn nhóc hết trơn, bao la. Hũ đặng kẹo hả? À tặng, tặng cho 80 đi. Sang Nguyễn, có bi của anh Sang Nguyễn chưa? Ờ. Tặng cho Sang Nguyễn cái dĩa cảnh luôn. Rồi lẹ đi, lẹ đi, anh lẹ đi bán nè. Rồi sao anh Quốc Bảo không tặng cho anh cái gì chân vậy? Về nhà kiếm ông Minh bà Ngọc tặng nha. Chị mày đòi nợ á. Trời ơi trời. À. Thôi được rồi. Để bốn cái dĩa nè, bốn tay chốt mày nó tổng nha. Mày để mày mà chắn nha. Mày nếu anh sắp thì cho khỏi lo. Y như trong kinh nha. Đá kèo bát kèo hay quá ha. Anh nói để đi sáng làm cho. Mấy bài không có đi trả banh nữa, mày bát hay giỏi lắm. Rồi đó anh cũng á. Để coi đá banh. Đá xin là mà. Không, mấy nghe mà không biết luôn nó cái kệ. Mấy nghe nói giờ đá ăn. Thôi, rồi thôi ta thua mấy bay đi. 6 cái ly 40. Ủa rồi lỡ rồi bán luôn. Nó bậy không bán lỗ rồi đó, không bán ngầm. 6 cái 40. Đưa anh gói thuốc. Thôi nếu mà dẫn dài chứ người mình tỉnh thì vô mấy nghe chứ. Vô mà bác chỗ này hồi là bể nợ. 6 cái ly 40 anh chị. Anh chị là chốt em mã 40. Vui thôi chứ đừng quá đúng không? Thấy chưa, 40 mà 6 cái ly mà anh chị còn chưa chốt nữa, mày thấy chưa? Không lẽ bây giờ buồn ghê hết chà. Mai mốt chắc nghỉ bán gớm thì bán cho chai Long Dịch. Thì đi theo sách, sách đồng gắm như sao? Giống như trong gia đình cục xúc vậy đó. Giống như gia đình cục xúc vậy đó, thấy không? Mở miệng ra là chữ thề. Ôi này kia cái nọ đủ thứ. 40 chốt Sang Nguyễn. Cũng hợp à, hợp với cái miệng Nhật á. Tụi em nói chơi thôi mấy chị nghe. Anh chị nghe. Có gì mà có nói cái gì mà bậy bậy, mọi người thông cảm giùm nha mọi người. Tại nhiều khi á vui quá không có kiềm chế được á. Cái nó xuất khẩu thành thơ luôn à. Thơ mà toàn thơ Đan Mạch không à mấy chị. Thôi giật ơi đừng có ca hát nữa giật ơi gì. Đừng có là. Thôi khùng quá. Để cậu bán. Mày đừng có làm, mày làm cái mày ca cái mà mọi người đi ngủ hết không ai bán, không ai mua hết chứ. Thôi tao lại mày. Bây giờ bán gớm như là mấy
Thôi, được rồi. Rồi, chín mắt rồi, còn có 6 mắt rồi kìa. Thôi, thôi được rồi. Nè, một cái chén chấm hoa đó, đẹp. Một cái dĩa chấm. Một cái chén chấm. Trời ơi, dĩa chấm chấm hoa tú cầu quá đẹp. Một, hai, ba. Ngồi đó nằm mơ đi em. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám cái này bán cho mọi người là 60. Tám cái chỉ chấm này là 60. Ba cái chấm này 30. Đó, đó mọi người, đó mọi người thì cần. Buồn quá mọi người. Tự nhiên bây giờ tôi tuột view rồi. Ba cái này 30. À 30 anh Hưng còn ủng hộ. Cảm ơn anh Hưng nhiều luôn. Cái này à, cái này em bán Hưng 55.000 thôi anh Hưng ơi, mã 55. Anh ủng hộ khuya thức ủng hộ em nè, em bán 55.000. Kệ đi em. Năm mươi lăm anh Hưng. Đâu có cái nào mẻ anh. Anh yên tâm, ngày mai nếu em kiểm tra, em khiêm chút đơn cho anh, nó có cái mẻ em bỏ ra và em thế vô bằng một cái y hệt như vậy, hoặc không em sẽ giảm tiền lại, anh yên tâm nha. Một, hai, ba. Ba cái này 20.000, mã 20. Để đi, mai anh thấy vô cái khác. Ba cái này 20, mã 20. Mai em chốt đơn em kiểm lại anh, yên tâm. Rồi em bán một, em có một cặp chén cơm này mấy chị. Cặp chén cơm này ra em bán 30.000 thôi, mã 30. Em có một cặp nha mấy chị, cái đó có một chén kìa, mã 30, cặp chén cơm. Rồi ba ơi. Mày gấp quá láo à. Gài tao thôi. Ờ 30 chốt ở sang Nguyễn. Ê Nhật lại lấy cái cậu, lấy cái chén cơm đó cho cậu coi Nhật. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó cái chén cơm á. Chén cơm trên cái ly lam xưa đó Nhật. Cái gì 37? Ở dưới. À cái giữa đúng rồi. Ê con đưa cái lên cái đó cho cậu đi. Cái dưới cái đó. À đưa đây cho Thanh Hoài chốt nè. Nè. Ừ. Thôi kệ đi đừng có la làng, kệ bán xã. 15.000. Mã 15. Ưu tiên Thanh Hoài. Một cái tô mấy chị. Một cái tô này nha. Một cái tô. Ây dồ. Một cái dĩa. Hai món. Ba cái dĩa. Bốn cái dĩa. Năm cái dĩa. Sáu cái dĩa. Bảy cái dĩa. Tám cái dĩa. Chín cái dĩa. Mười cái dĩa. Mười một cái dĩa. Mười hai cái dĩa nha. Em sale bán cho mấy chị luôn. Mấy ai? 12 cái rồi phải không? 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 27 cái, 200, mã 200. Ba, cho anh hai đi. 27 cái 200 mấy chị. Mã 200.
27, 28 luôn nè. 29 luôn, 30 luôn, 30 cái. 200 nghìn. 200 chốt anh Hưng. Rồi phải chậm chút mới lời được 3-4 cái dĩa rồi. Này 200 nghìn, 30 cái. 30 cái giờ nãy có nói cái thằng mấy cái. Kệ luôn, bán tặng luôn, anh Hưng thức khuya với mình. Ờ anh Hưng hả? Trời anh Hưng đứng ai? Anh Hưng thôi. Đội nhà. Anh Hưng là tặng bao nhiêu cũng không đủ. Tặng anh Hưng cho anh Hưng luôn. Như cô gái ở tay như nguyên, con nó xin vợ đánh chú chi. Hết chưa? Còn đóng rồi. Rồi lên tô nha. Tô mấy chị ơi, em sell tô luôn mọi người. Ôi. Mấy chị mà mua đồ của em về mấy chị ra bán mà có lỗ lên chứ liền, không bao giờ lỗ. Chỉ có lời. Ít và là nhiều thôi. Có em lỗ không lỗ thôi mọi người, không bao giờ lỗ. Một cái dĩa xưa. Hai cái dĩa xưa. Bưa cái giả xe à, rồi ba cái dĩa xưa. Đâu nữa rồi? Ba cái dĩa xưa. Chưa nha mấy chị. Bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái. Tám cái dĩa xưa bán cho mọi người bao nhiêu tiền? 60. Sáu mươi anh chị ơi. 60 nghìn. Ờ à, nếu 60 triệu dẫn mình đi mua điện thoại. Trời 60 nghìn dễ xưa mấy chị, dễ làm vẽ tay nè. Mã 60 nha. Chốt em mã 60. Đây một dĩ xưa nè. 1 2 Sang Nguyễn xong chốt mấy cái dĩ xưa này. Sang Nguyễn 3 4 5. 5 cái này bán cho mọi người là 30.000, mã 30. Có chuyện mấy chị. Năm cái 30. Mã 30. Trời lên mắt nữa. Mã 30. Bán buồn mà lên mắt. 1 30 Sang Nguyễn. 2 3 4. Bán mớ đi mấy chị ha. Bán mớ đi. Ừ. Thôi đừng có nói nhiều nữa, kệ đi bán đi. 3. Ủa mấy rồi? 4 rồi đúng không? 5 6 6 rồi mấy chị ơi. Thanh Hoài còn đó không? Thanh Hoài comment mã tặng, tặng cho cái gì này nè. 6 rồi. 7 8 9 10 11 12 12 cái. Thêm một cái nữa đi, thêm hai ba cái thì 12. Đây. Này bị mẻ rồi. Mười ba, mười bốn cái. Mười bốn cái, trời ơi nãy giờ. Mười bốn cái, mười lăm cái, mười sáu cái, mười bảy cái. Mười bảy cái 101, mã 110. Này tặng Thanh Hoài nè. Dĩa này em ấy đang cần. Bao nhiêu cái rồi? Cái này 101, mã 110 mấy chị. Mấy chị mua về đựng những gì, da chua, hạt, dưa gì đó ha. 101, 17 cái. Trời ơi, anh làm sao quên được Thanh Hoài. Không bao giờ anh quên. Làm sao mà quên được. Bởi vì nhờ có nhiêu đó mà khách thương mới không có bỏ đi á, chứ không mà cái chốt hàng lâu mà gửi hàng lâu khách nó bỏ đi 80 đi Dương. 10 rồi. Này 101 rồi Sang Nguyễn, chốt cái này đi Sang Nguyễn. Mã 110 Sang Nguyễn ơi. Này đi làm dĩa chấm em, không em vui vui em tặng cho khách.
người ta tới ăn em tặng cũng được sao không? Ủa anh không nghĩ anh làm quán này hả? Ừ. Ủa ngoài đồng mấy ăn gì vậy? Ăn gia đình ở nhà bè. Ở đâu vậy anh Sang Nguyễn? Nhà bè. Nhà bè cũng có. Ở đây mình đi thành phố mình ghé ăn chơi. Đà Lạt cũng có. Mày muốn mua đâu, mày ăn đâu? Bây giờ mình đi nhà mẹ chút, bây giờ xong cái Tết mình đi Đà Lạt. Cái Tết là anh dẫn mấy em đi mà. Này còn cái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè. 13 cái này bán cho mọi người là 100k, mã 100. Rồi 100 luôn là 200 sao Nguyễn ơi. Thêm 100 mới đi em, comment giùm anh mãn 100 đi, lấy luôn cái kia 100 luôn sao Nguyễn ơi. Bán em luôn 100.000 nè. Vô. Thêm 100 mới đi sao Nguyễn ơi, mã 100. Mà không cần em comment luôn, anh in luôn nha, mã 100. Không chốt cũng bắt chốt nữa. Ê, gặp cái đĩa mà của Double Phonics, cái đĩa cây đó đưa cho anh, cho chị Thanh Hoài nha, chị ghép bộ chị bán cho khách. Hả? Anh Hưng ơi, 200 sao rồi anh Hưng ơi, chốt là Sang Nguyễn à. Còn nhiều. Ê, còn cái thùng dĩa chấm ở đâu đó đâu, đem qua nó nhiều. Nè nè. À em. Ok Sang, em có cái dĩa ngũ sắc này mấy chị, nó bị lỗi nè. Hàng xưa. Cái này em tặng đi nha, anh chị về trưng. Về sưu tầm. Hàng xưa mấy chị. Ai lấy comment thì em mã ngũ sắc em tặng. Cái này nè, 15.000 mã 15. Một cái tô vẽ trái ớt mã 15. Này tặng ưu tiên tặng à. Về trưng mấy chị. Vẽ cua, vẽ đồ mấy. Cá đồ. Nổi hết mấy chị. Cái màu lên màu rất là đẹp rồi mấy chị. Cái đĩa xưa này, cái đĩa ngũ sắc xưa này đẹp lắm. Mã 15 cái tô này. Ô, mã 15. Mã tặng. Một cái dĩa. Hai cái dĩa. Cái này nãy có hai cái đâu mà trời. Để em thấy em đi chị, đâu mất tiêu, quên mất tiêu rồi. Quên bài rồi. Hai rồi phải không? 3 4 5 6 7 8 8 với 5 cái chấm này nè. 9 10 11 12 13 13 cái. Thêm cái gì nữa đi, 14 cái. Cái nữa coi. Đâu rồi? Trang cái một cái dĩa ngũ sắc, một cái dĩa chấm nữa coi. Đây đây nè. Đây cái này. Rồi 100k luôn, mã 100. Ê. Trời. Thấy vô bỏ 10.000 mà. Mã 100. Nguyên combo này 100k, mã 100. Ô Suli, mừng quá. Em nhận hàng cho Suli. Suli ơi, nhận hàng cho Suli. Đây đây có Suli. Suli ơi nhận hàng cho em. Ok, đâu bể vỡ gì đúng không? Hai cái chén cơm. Ba cái.
4 cái. Trời ơi, làm tưởng đâu mừng quá không có bể dở. 5 cái. Chưa kiểm. 6 cái. 7 cái. Bán ghẻ mớ hết luôn mấy chị ơi. 7 cái. 8 cái. 9 cái. 10 cái. 10 cái chén cơm mày ha. Mười một cái. Thôi giỡn thôi, không có giỡn nói bậy nè nghe. Mười một cái nè ha. Mười một cái. Cái chén mọc này là 12 cái. 12 cái. Đâu rồi? Mới thấy. 12 cái, thêm một cái chén nữa coi. Đây. 13 cái chén cơm 150. Mã 150. 13 cái chén cơm 150, mã 150. Bán kiểu này chết, lỗ chết luôn. 150. Mã 150. Tính gan chén có 11.000 nè mấy chị. 150 anh chị ơi. 13 chén cơm 150.000, chốt em mã 150. Thôi thêm cái này nè, 14 cái này pha nghe từ từ. 15 cái, 16 cái, 16 cái bán bao nhiêu tiền? 16 cái 170.000. Mã 170, đó anh chị mà không chốt giùm em nữa thì em nằm dạ luôn đó mấy chị. 170.000 16 cái, một cái chỉ có 10.000, em bán cái 10.000 còn lại là 150, còn 10 cái kia là lấy tiền công đóng gói lại mấy chị chứ lỗ lắm rồi. Chốt em mã 160, 15 cái chén cơm 160.000. Mua đâu cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Quá rẻ mấy chị ơi, gan cái có 10.000. Thật sự. Đó. Chị em chốt nữa em buồn thiệt sự luôn. Xeo rẻ. Khuya rồi. Sang Nguyễn chốt đi em. Trời ơi, rẻ quá. Những chị em ai chốt. Buồn quá, buồn. Rồi sell cái bộ dĩa này luôn cho anh chị. Ba cái đĩa lam bao nhiêu? Ba đĩa lam nào em? À ba đĩa lam này bán 50 thôi Thanh Hoài ơi, mã 50. 50. Bán 50 thôi, mã 50. Bộ này em sell bán cho anh chị luôn là coi 1 2 3 4 5 6 6 cái bán một người là 180. Mã 180. 6 cái 180.000. Cái có 30 à? Trời ơi kiếm đâu ra 50 Thanh Hoài. Anh Hưng ơi chốt bộ này đi anh Hưng. Bộ này rất là đẹp luôn. 180. Mã 180. Chốt đi anh chị. 180 cũng không chốt luôn. Rồi 179.000. Đó mấy chị không chốt em buồn em nghỉ luôn. 179.000 đó. Em giảm luôn cho vừa lòng hả dạ anh chị. 179.000. Trời cái bộ dĩa đó mấy chị cái chị xuất sắc. Cặp tô size 22 em bán 65.000. Tô mộc men tiêu mã 65. Này có cái là cái giá chốt của cặp tôm này này. Mã 65. Size 22. Suli em chốt cái hũ đường đi Suli, hũ đường này bán em 60. Hũ đường à cute nè ha, gu của em nè. Mã 60. Cái này 15.000 Suli, mã 15. Đó, gu của em không đó. Hũ đựng tâm 10.000, mã 10. Chốt đi bữa nay anh sale rồi.
15 su ly. Thanh Nhi sao rồi Thanh Nhi ơi? Hũ này 60. Cái hũ đựng tăm con cọp 10.000. Còn tăm ở trong đây luôn nè. À không lấy hũ đựng em. Ok. Lấy hũ tăm đi, 15.000. Mã 15. À, 60 chốt anh Hưng. Trời ơi cảm ơn anh Hưng. Vậy hoài đi mấy chị tới sáng cũng được. Đó. Vậy sao? Chú bán tới sáng rồi, nghỉ ai chốt bill. Vậy sao? Một cái ly, hai cái ly. Bi cái la, ba cái ly. Bốn cái ly, năm cái ly. Sáu cái ly, ly này ly đẹp, cái ly có giá không mấy chị? Sáu cái ly. Bảy cái ly. 8 cái ly ha. 8 cái ly này em bán cho anh chị bao nhiêu tiền? 100.000. Trời ơi em nói thật, cái chị gọi cái cặp ly này không phải đáng 100.000 rồi. Cô tôi đi gắm hết cái này em bán 100k. Mã 100 kìa con cua hay con còng đấu phát. Mã 100. Trời ơi nó rẻ rồi anh chị ơi, em nói thật sự. Nội cái cặp cua tôi đi cắm nó đã 100k rồi đó anh chị. Không có xạo đâu. Mã 100. Một cái ly cô gái này. Một cái ly con thỏ này. Một cái ly chữ này. Một cái ly màu xanh này. Một cái ly này. Một cái ly này. 6 ly. 2, 4, 6, 6 ly 70. Mà 70. Ai lấy chút em mà 70. Trộn hai chốt luôn. Ồ, cổ bốn mắt à. Chết rồi. Chết cha rồi. Ô trời ơi không ai chốt bây giờ. 70 rồi chắc xuống like nữa quá. Buồn quá chứ xuống like quá mấy chị. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám cái. Tám cái này 60.000. Mã 60. Em lên cái bỏ chén lẩu cho mấy chị. Em sale xả hết chén lẩu cho anh chị nè. Ai chốt chốt đi. Chén lẩu một cái 10.000. Mã 10 kèm số lượng. Em bán hết nha mấy chị. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mầm lươi 16 17, 18, nguyên cái chồng chén lẩu này 180.000. 18 cái chén lẩu 180.000. Mã 180 cái có 10k thôi. Chốt đi anh chị. Anh Hưng chốt đi anh Hưng à. Ờ 180 chốt anh Hưng. Còn khách chốt em còn bán nha mấy chị. À cái này lên mấy cái ly này cho sang Nguyễn luôn nè, cho đủ bộ này. Okay. Hả? Thôi anh được hết chị, anh ơi ở lại đây chút. Em bán gần hết rồi, còn thùng nữa. À, sang Nguyễn ơi, anh còn 6 cái ly này nữa nè sang Nguyễn. Em lấy luôn, anh bán em 6 cái ly này 40 nữa nè sang Nguyễn ơi. Còn một bộ là thành ra em được 12 cái. Giới
lấy luôn mã 40 luôn nghe Sa Nguyễn ơi. Tặng cho đủ bộ 12 cái nè. Sa Nguyễn ơi, Sa Nguyễn em đâu rồi? Chắc đi ngủ rồi quá. Chốt luôn đi. Nào, 6 cái 40, anh chốt cho em luôn nè. Không biết em còn thức hay không, anh bán chốt lại. Bây giờ bán ép rồi mọi người ơi. Thôi đi chứ em còn vài món nữa mấy chị ơi, cho nó hết thùng đi. Ở lại ủng hộ em cái. Nào, một cái tô nè. Hai tô này, cái này em có nhiều nha. À, như thế này nha, em bán cho mọi người một cái tô như thế này nè. 25.000 tô. Mã 25 kèm số lượng. Em có đâu tầm 10, 15 cái gì đó. Ai lấy hết comment cho em mã 25 hết nha. Đẹp lắm mấy chị. Chuyện nè. 25.000 cái tô. Lấy comment cho em mã 25 hết nha. Lấy nhiêu cái. Ba cái dĩa này 60, mã 60, size 23. Đây là vài món đặt nữa xuống ngay. Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Làm phiền giấc ngủ con người quá rồi. Đưa, đưa, đưa cái dĩa cá giùm anh coi. Đó, dĩa cá nè. Ừ. Còn không, còn mấy cái dĩa cá nữa không? Coi, coi, coi kỹ lên coi. Đó, cặp cặp đó là dĩa gì? Hai cái dĩa cá 20.000. Trời ơi, một cái tre, cái ly này mấy chị, cái ly đẹp quá. Cái ly này bán cho mọi người là 25.000 đi. Ly sứ xương, hoa cẩm tú cầu, ổ hoa gì, hoa mẫu đơn. Hai cái chén này 40, mã 40, chén xưa. À, cái này của anh Thanh Tịnh, quên. Cái này để dành anh Thanh Tịnh đi. Chén này bữa hổm anh kia chốt với anh hai cái nha. Tìm được hai cái cái này để mai nhắc anh nói cho anh Thanh Tịnh nha. Rồi mọi người ơi, mọi người à, thôi em xin phép được xuống like nha mấy chị. Khuya rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bữa nay ủng hộ em hết mình. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Em like cute và đồ Âu. Nhớ ủng hộ em nha mọi người. Bye mọi người. Good night.